Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo do Khánh Duy diễn đọc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, sau khi khám nghiệm xong, Mạnh Thiên Sở bắt đầu kiểm tra hiện trường. Không tìm thấy dấu chân ở hiện trường. Trên cửa sổ phía sau, hắn tìm thấy vài dấu vân tay. Nhưng sau khi thu thập và so sánh, đó là dấu vân tay của Phương Trượng Huyền Âm và Hư Tùng. Theo lời của Huyền Âm nói thì lão Phương Trượng đã vào phòng qua cửa sổ sau, còn đây là phòng Hư Tùng, cho nên việc tìm dấu vân tay của hai người cũng dễ hiểu. Tại sao hung thủ lại không lưu lại dấu vân tay đây? Cửa sổ này cũng khá cao, bình thường phải chống tay lên cửa sổ mới có thể trèo vào phòng. Thế mà lại không có dấu vân tay, chẳng lẽ hung thủ lại đeo bao tay? Không thể nào, cổ nhân còn chưa có ý thức về vân tay, sao có thể đeo bao tay để tránh để lại dấu vân tay ở hiện trường cho được? Cũng có thể hung thủ chính là Huyền Âm, hắn vừa ăn cướp vừa la làng. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm bên cạnh thi thể, mắt nhìn Hư Tùng đã lạnh ngắt, trầm tư suy nghĩ. Một lúc thật lâu, mắt hắn từ từ sáng lên, hắn vội vã đứng dậy, mở cửa bước ra, sai Phi Yến pha một ly trà, đem đến gian phòng của Tần Phu Nhân. Hắn đóng cửa, ở trong phòng Tần Phu Nhân một lúc lâu không biết làm gì. Một hồi sau, hắn đẩy cửa ra, tay cầm cái chén, đưa cho Trương Chấn Vũ nói: "Phiền ngươi mang giúp cho ta một chén rượu tới được không?" Rồi vội vàng bổ sung khi lướt mắt thấy lão hòa thượng cau mày: "Ta dùng để kiểm nghiệm chứ không uống." Trương Chấn Vũ gật đầu: "Được thôi." Rồi đưa tay nhận chén, một lát sau bưng chén rượu vào đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cảm tạ tiếp nhận, lại vào phòng đóng cửa. Một hồi lâu sau mới tươi cười bước ra. Mọi người thấy hắn hớn ha hớn hở ra mặt đều xúm lại hỏi han. Mạnh Thiên Sở không vội vàng giải thích, chỉ bảo Tần Giật Vân đưa Hạ Vượng đến Đại Hùng Bảo Điện. Hạ Vượng đến rồi, hắn cũng đã nghe nói Hư Tùng treo cổ chết, nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm đến vận mệnh của mình. Hạ Vượng nói giọng van xin: "Mạnh công tử, Tần phu nhân đã không phải do ta giết, ta bị oan mà." Mạnh Thiên Sở mỉm cười, tiến lên tự tay cởi trói cho hắn, vỗ vỗ vai: "Ta đã biết hung thủ chắc chắn không phải là ngươi, mà là một người khác." Hạ Vượng vô cùng mừng rỡ, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất dầm một tiếng, luôn miệng hô Thanh Thiên Đại Lão ra. Mạnh Thiên Sở cúi người nâng hắn dậy. Cũng khó trách Hạ Vượng có phản ứng như thế, ở thời này tìm thấy tăng vật như vậy coi như ván đã đóng thuyền, chỉ chờ đem đi hành quyết nữa mà thôi. Cho nên nói Hạ Vượng tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không phải là quá đáng. Trong khi Hạ Vượng vô cùng sung sướng thì những lời này của Mạnh Thiên Sở lại làm cho những người khác sợ đến ngây người. Đương nhiên Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không quá ngạc nhiên, vì tối qua có nói chuyện với Mạnh Thiên Sở về những điều nghi vấn quanh vụ án. Tần Giật Vân lên tiếng trước tiên: "Không đúng, tối hôm qua chính ngươi nói hắn giết nương tử ta, sau đó đoạt lấy chiếc vòng trân châu, sao lúc này lại nói không phải?" "Bởi vì Hư Tùng không phải thất cổ tự sát mà bị người khác sát hại rồi ngụy trang tự sát. Mà Hư Tùng nói cho ta biết, đích thực kẻ giết chết nương tử ngươi không phải Hạ Vượng." "Lại là bị giết, trong ngôi chùa này một đêm có đến hai án mạng, không ai bảo ai, mọi người đều quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, sởn gai ốc." Trương Chấn Vũ lên tiếng: "Mạnh công tử, càng ngày ngươi càng nói mơ hồ, khiến chúng ta quay cuồng, ngươi giải thích một chút xem sao." "Đương nhiên phải giải thích rõ ràng rồi, mời mọi người đến thiện phòng của Hư Tùng." Nói đoạn, Mạnh Thiên Sở đi trước, mọi người thoáng nhìn nhau rồi đều đi theo sau. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tuy sợ tử thi ở bên trong, nhưng muốn biết Mạnh Thiên Sở làm thế nào mà tìm ra được hung phạm, nên bọn họ cũng vào phòng. Nhưng hai người chỉ dám đứng cạnh cửa sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm trên mặt đất cạnh đầu Hư Tùng, chỉ tay vào vệt hằn trên cổ hắn nói: "Hư Tùng bị dây lưng của chính hắn treo cổ, căn cứ vào vệt dây đó là dấu vết treo cổ điển hình. Vệt dây nằm ở giữa xương sụn và giáp trạng đối xứng hai bên, vệt hằn kéo dài từ dưới hàm qua phía sau nhưng không giao nhau. Nói một cách đơn giản, chỗ thắt của sợi dây nằm phía trên đỉnh đầu của Hư Tùng." Trương Chấn Vũ gật gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đều thấy như vậy." Tần Giật Vân lắp bắp lên tiếng: "Người phân tích vết hằn đó có thể chứng minh vấn đề gì sao?" "Đương nhiên có thể." Mạnh Thiên Sở chỉ vào cổ mình: "Trên cổ người có động mạch và tĩnh mạch lần lượt đảm nhiệm việc đưa máu từ tim lên đầu, rồi sau đó đưa máu từ đầu quay lại tim." Nói đoạn, hắn đưa tay làm bộ bóp cổ nói: "Khi cổ bị thắt chặt,
Cả động mạch và tĩnh mạch đều bị đè chặt, làm cho đầu rơi vào trạng thái thiếu máu, trở nên tái nhợt. Có điều, mọi người cứ nhìn mặt Thư Tùng xem, nó lại có màu xanh tím. Nghe những lời phân tích này của Mạnh Thiên Sở, mọi người đều gật gù. Tần Dật Vân nói: "Trước kia ta có thấy một người chết do treo cổ, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không giống Hư Tùng." Đã có người thấy qua người chết do treo cổ làm chứng, mọi người đều tin. Hạ Vượng gặp đại nạn không chết, tâm tình vô cùng hứng khởi, rối rít khen: "Mạnh công tử phát hiện được ngay manh mối, thật sự là rất giỏi a." Mạnh Thiên Sở tuy có giải oan cho hắn, nhưng cũng chẳng hề có cảm tình gì, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Bởi vì biểu hiện bên ngoài của thi thể Hư Tùng không giống với treo cổ thông thường, cho nên ta nghi ngờ hắn bị người khác giết chết, sau đó ngụy trang treo cổ. Sau khi kiểm tra, quả nhiên là như vậy." Tần Dật Vân nói: "Thần kỳ vậy sao? Ngươi giải thích kỹ xem." Mạnh Thiên Sở mỉm cười: "Được thôi, ta giải thích cho các ngươi nghe. Treo cổ chết với treo một cái xác chết khác nhau chủ yếu ở chỗ có tồn tại hay không phản ứng sống." Phản ứng sống là cái gì?" Phi Yến đứng một bên chăm chú nghe, chớp chớp đôi mắt đen láy hỏi. "Ngươi đừng sốt ruột, từ từ nghe ta nói đã. Phản ứng sống có nghĩa là người ta bị treo cổ khi còn sống sẽ để lại những biểu hiện khác với việc treo cổ một cái xác không hồn." Mạnh Thiên Sở chỉ viết hẳn trên cổ Hư Tùng nói tiếp: "Nếu Hư Tùng bị treo cổ lúc vẫn còn sống, trên cổ hắn sẽ xuất hiện những vết rách da và xuất huyết do cổ sát với dây treo. Đó chính là phản ứng sống. Nhưng mọi người nhìn xem, chỗ vệt dây trên cổ Hư Tùng không có rách da, cũng không có xuất huyết." Mọi người nghe vậy đều lại gần xem, đúng là không có. Mạnh Thiên Sở rút ra con dao giải phẫu, chỉ vào cổ người chết nói: "Giờ ta sẽ giải phẫu cổ Thử Ti. Nếu đúng là Thư Tùng chết do treo cổ, chúng ta sẽ thấy có xương sụn bị gãy và xuất huyết bên trong. Nếu ngược lại, tức là Hư Tùng đã chết trước khi bị treo cổ, sẽ không thấy những hiện tượng đó." Mạnh Thiên Sở hạ đao, động tác nhanh như máy, rất thành thục. Quả nhiên không thấy xuất huyết và gãy xương như đã nói, chứng tỏ Hư Tùng đã chết trước khi bị treo lên. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến vẫn đứng ở cửa, không dám lại gần nhìn xem Mạnh Thiên Sở giải phẫu thi thể, càng không dám nhìn xem có xuất huyết như hắn nói hay không. Chỉ thấy mấy nam nhân xúm lại xem rồi gật gật gù gù, đoán chừng Mạnh Thiên Sở đã nói đúng. Cả hai đều nghi nghi hoặc hoặc, không hiểu sao Mạnh thiếu gia của họ lại biết mấy thứ này. Trương Chấn Vũ nói: "Mạnh công tử, người nói đúng thật, đúng là Hư Tùng bị người ta giết rồi ngụy tạo treo cổ. Vậy rốt cuộc hắn chết như thế nào?" "Chết ngạt." Mạnh Thiên Sở nói hùng hồn: "Hung thủ dùng chăn gối thừa dịp Hư Tùng ngủ say bịt chặt miệng mũi của hắn, làm hắn chết ngạt, sau đó dùng đai lưng của hắn treo cổ hắn giữa phòng, đạp đổ ghế, ngụy trang tự sát." Hạ Vượng đứng bên chật chật mấy tiếng: "Mạnh công tử thật lợi hại a, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thủ đoạn của hung thủ." Tần Dật Vân trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi im đi, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm điếc đâu." Hạ Vượng cười cười: "Dù sao cả tối qua ta bị trói nghiến vào cột, cho nên Hư Tùng chết chẳng liên quan gì tới ta cả. Ta sẽ ngậm mồm xem náo nhiệt là được chứ gì." Huyền Âm Phương Trượng niệm một tiếng Phật hiệu: "Mạnh thí chủ, dựa vào cái gì để kết luận Hư Tùng bị chết ngạt vậy?" "Hư Tùng nói cho ta biết." Mạnh Thiên Sở nghiêm trang nói. Trương Chấn Vũ nhíu mày: "Mạnh công tử, lúc này không phải lúc nói đùa đâu." "Ta không hề nói đùa." Mạnh Thiên Sở chỉ thi thể Hư Tùng: "Chính xác ra là những triệu chứng trên thi thể Hư Tùng cho ta biết hắn chết như thế nào." Mọi người nghe hắn nói đều cúi đầu nhìn Hư Tùng. "Triệu chứng gì?" Mạnh Thiên Sở nói: "Chết ngạt nghĩa là do cơ thể không thể hô hấp trao đổi khí, làm cho toàn thân thiếu dưỡng khí, dẫn đến tử vong. Điều này hoàn toàn không giống với việc chết do treo cổ. Triệu chứng trên cơ thể cũng không giống nhau, vì biểu hiện bên ngoài của hiện tượng chết ngạt cũng rất điển hình." Tần Dật Vân cúi đầu nhìn nhìn mặt Hư Tùng: "Triệu chứng gì chứ? Ta chỉ thấy mặt hắn xanh tím, ngoài ra không có gì đặc biệt cả." "Đó cũng chính là triệu chứng. Vừa rồi ta có nói do người chết không thể hô hấp để trao đổi dưỡng khí, cho nên huyết sắc tố bị giảm bớt, máu trở nên màu đỏ tía. Qua lớp da chúng ta có thể nhìn thấy màu xanh tím. Hung thủ thật là giàu hoạt a. Hắn dùng chăn mềm bịt chặt mặt người chết, như vậy trên mặt không hề để lại chút dấu vết gì. Có điều người tính không bằng trời tính, màu sắc của khuôn mặt Hư Tùng đã cho chúng ta biết hắn chết do ngạt thở." Phi Yến nói chen vào: "Như vậy cũng không thể nói chắc chắn đó là do chết ngạt a." "Nói rất đúng." Mạnh Thiên Sở khen.
bộ mặt xanh tím chỉ là một phần, còn có triệu chứng khác có thể chứng minh. Do nạn nhân bị bịt miệng và mũi cho nên ở hai nơi đó chắc chắn sẽ có dấu vết. Mạnh Thiên Sở lấy tay vạch môi Hư Tùng ra. Các ngươi xem, môi và niêm mạc lợi đều bị xuất huyết. Mọi người đều chăm chú xem xét, quả thật như vậy, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân chính xác cái chết của tiểu hòa thượng Hư Tùng. Huyền Âm Phương Trượng cao giọng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, vị thí chủ nào đó thật ngoan độc, đã hạ độc thủ với đầu nhi của ta như vậy. Tần Giật Vân lạnh lùng nói, lão hòa thượng, ngươi đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Huyền Âm lắp bắp kinh hãi, cớ sao thí chủ lại nói như vậy? Tối qua khi chúng ta đều về phòng ngủ, chỉ có lão cùng con lừa ngốc Khư Tùng ở lại Đại Hùng Bảo Điện. Lão muốn giết hắn lúc đó không quá dễ dàng sao? Huyền Âm nói, thiện tai thiện tai, bần tăng mặc dù có chút bực tức đồ nhi, nhưng không thể vì thế mà giết hắn được. Sát sinh là điều cấm kỵ, điều cấm đầu tiên của Phật gia. Bần tăng xuất gia hơn 10 năm nay đều luôn tuân thủ giới luật. Tần Giật Vân lại nói, người vẫn không chịu nói rõ ràng rốt cuộc người phụ nữ có thai sau chùa chết như thế nào. Ta nghi ngờ người phụ nữ có thai kia chính là do ngươi giết rồi giả vờ thất cổ tự sát. Nương tử ta vô tình nghe được ngươi cùng tiểu hòa thượng nói chuyện, hoặc cũng có thể ngẫu nhiên tìm ra được bí mật này, cho nên ngươi đã câu kết với Hư Tùng giết nàng, sau đó ngươi lại giết hắn diệt khẩu. Lão hòa thượng, ngươi chính là hung thủ của hai vụ án mạng này. Huyền Âm không hề nóng giận, chắp tay nói, những điều thí chủ vừa nói đều chỉ là võ đoán, hai người bọn họ không phải do ta giết. Vậy ngươi nói rõ xem, rốt cuộc chuyện người phụ nữ có thai chết sau chùa là như thế nào? Huyền Âm cúi đầu trầm ngâm không nói. Trương Chấn Vũ lắc đầu, ông chủ Tần, Phương Trượng Huyền Âm là người xuất gia, không nỡ làm hại một con kiến, cớ sao lại đi giết tôn phu nhân và đầu nhi của chính mình cơ chứ? E rằng hung thủ là một người khác. Tần Giật Vân vẫn lạnh lùng nói, hung thủ là người khác ư? Hạ Vượng và lão đầu luôn ở cạnh nhau suốt đêm, không có thời gian gây án. Ta ngủ ở phòng tế văn, Mạnh công tử cùng phu nhân và nha hoàn ngủ cùng một nơi, chỉ có ngươi lẻ loi một mình. Ngươi nói lão hòa thượng không giết người, chẳng lẽ là ngươi giết sao? Hai hàng lông mày Trương Chấn Vũ trợn ngược, gằn giọng nói, ông chủ Tần, vì sao Trương mỗ phải giết hại tiểu hòa thượng Hư Tùng đây? Ngươi, ai mà biết được ngươi giết hắn vì cớ gì? Ngươi giết hắn tất nhiên là có lý do. Ông chủ Tần không nói được lý do, Trương mỗ giết người, còn Trương mỗ lại đoán được vì sao ông chủ Tần lại phải hạ sát Hư Tùng. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Tần Giật Vân chỉ thẳng tay vào mặt Trương Chấn Vũ, tối qua ta luôn ngủ trong phòng của Tế Văn, nàng có thể làm chứng cho ta. Tế Văn đứng bên gật đầu, đúng vậy, cả đêm lão gia không có ra ngoài. Trương Chấn Vũ bật cười, hai người vốn là người một nhà, sao có thể làm chứng cho nhau được? Không chừng cả hai người đều đi gây án, một người đứng ngoài canh chừng, một người vào trong giết Hư Tùng cũng nên. Ngươi ăn nói bừa bãi. Tần Giật Vân tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt. Có điều Trương Chấn Vũ vẫn ung dung như trước. Vậy ông chủ Tần nói Trương mỗ giết người có chứng cứ gì chăng? Đó không phải là ăn nói bừa bãi hay sao? Phi Yến quát, trật tự đi, các ngươi phá án hay là thiếu gia chúng ta phá án đây? Các ngươi không biết hung thủ là ai, chẳng lẽ không biết ngậm miệng lại nghe thiếu gia nói sao? Nãy giờ Mạnh Thiên Sở vẫn mỉm cười đứng im xem đấu khẩu, giờ nghe Phi Yến nói có vẻ tỏ ra kính trọng mình, trong lòng vui như hội, nhưng bên ngoài lại trừng mắt nhìn nàng. Phi Yến cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, hai má hơi ửng đỏ. Hạ Vượng lên tiếng giải hòa, được rồi được rồi, Mạnh công tử đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của Hư Tùng, biết ta bị oan uổng, lại còn biết hung thủ là một người khác nữa, chúng ta cứ nghe hắn nói đi. Đúng thế. Tần Giật Vân nghĩ tới hung thủ giết người là một kẻ khác, vội hỏi, Mạnh công tử, rốt cuộc là ai giết nương tử ta vậy? Mạnh Thiên Sở không trả lời, cười cười quay đầu nói với Huyền Âm Phương Trượng, đại sư, ta biết ngài không chịu nói ra chuyện thai phụ kia treo cổ nhất định là có ẩn tình, nhưng ta lại biết việc đó và hai vụ án này không có quan hệ, cũng không hề có bí mật nào bị Tần phu nhân tìm ra. Những câu nói trước kia của ta chỉ là suy đoán, xin lỗi đại sư. Hai hàng lông mày trắng của Huyền Âm khẽ run lên, thở dài một tiếng, đa tạ Mạnh thí chủ đã tín nhiệm, giờ đầu nhi cũng đã chết, trong chùa chẳng còn tăng nữ nào nữa, bần tăng cũng chẳng cần giấu giếm gì. Kỳ thực thai phụ treo cổ sau chùa chính là vợ trước kia của bần tăng.
mọi người đều tỏ ra kinh hãi, quả nhiên việc này có ẩn tình. Huyền Âm thở dài, ngẩng đầu lên, nhớ lại chuyện xưa. Trước khi ta xuất gia, cha mẹ ta đã sắp đặt cho ta một hôn sự. Khi đó ta đã quyết tâm xuất gia. Đêm tân hôn, ta đào tẩu, khó khăn lắm mới chạy đến được Thính Tùng tự này. Vài năm sau, nương tử ta tìm đến, đau khổ cầu xin ta hoàn tục trở về nhà, nhưng ta không đồng ý. Cuối cùng nàng quỳ xuống cầu xin ta cho nàng một đứa con, để người khác không thể nhạo báng nàng, đồng thời cũng là lưu lại hương hỏa cho nhà ta. Rốt cuộc ta cũng mềm lòng, ở ngay trong rừng sau chùa cùng nàng. Ngày hôm sau nàng liền rời đi. Chuyện này tất cả tăng lữ trong chùa đều không biết. Ta nghĩ rằng chuyện này thế là xong, không ngờ 9 tháng sau nàng trở lại. Nghe đến đây, ai nấy đều cảm thấy lạnh người. Ai cũng đoán được bi kịch sau đó như thế nào. Quả nhiên sau một lúc trầm ngâm, Huyền Lâm lại thở dài một tiếng, tiếp tục kể. Nàng tìm đến, quỳ xuống đất xin ta trở về cùng nàng. Nàng nói đứa nhỏ không thể không có cha, nhưng ta nhất quyết không đồng ý. Nương tử ta cầu xin đau khổ mà không có kết quả. Nàng liền rút ra một giải lụa trắng, nói rằng nếu ta không cùng nàng trở về, nàng sẽ thắt cổ tự tử luôn ngoài rừng tùng kia. Có chết cũng phải chết bên cạnh ta. Qua một tuần trà, nếu ta không ra rừng tìm nàng, nàng sẽ... Tất cả đều biết, khẳng định là Huyền Âm đã không ra tìm nàng. Hạ Phượng Nghi lên tiếng. Đại sư, nương tử ngài đã cầu khẩn đến như vậy, tại sao ngài nhất định không ra tìm nàng? Huyền Âm lắc đầu. Khi đó, trước khi chết, sư phụ ta đã đem y bát, áo cà sa và cái bát truyền lại cho ta, để ta làm trụ trì Thính Tùng tự. Hơn nữa, ta đã quyết tâm xuất gia. Lúc đó, tăng lữ trong chùa đông đúc, ta chỉ muốn tránh nàng, sao có thể để mọi người biết chuyện? Ta còn mặt mũi nào làm trụ trì được nữa đây? Ta chỉ nghĩ đơn giản, nàng muốn hù dọa ta, bức ta đáp ứng, chứ không thật sự muốn chết. Ta nghĩ nếu ta nhất quyết không đi, nàng cũng đành trở về, cho nên ta không có đi. Mãi đến chạng vạng tối, không thấy nàng trở ra, ta sốt ruột chạy vào rừng tìm, chỉ thấy nàng đã treo cổ bên một gốc cây, dưới chân còn đầy máu tươi, trong vũng máu có một đứa bé cũng đã chết. Huyền Âm nói đến đây giọng nghẹn ngào, cúi đầu im lặng. Mọi người cũng không biết nói gì, cả căn phòng trở lên im ắng. Một lúc lâu sau, Huyền Âm mới chậm rãi nói tiếp. Ta la to gọi tăng lữ trong chùa đến, nhưng không dám nhận đây là nương tử của ta. Bọn họ cũng không biết nàng là ai. Chúng ta đem chôn cất mẫu tử nàng trong rừng. Thấy Huyền Âm vừa nói vừa nghẹn ngào khóc, Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Tế Văn mau nước mắt cũng sụt sùi khóc theo. Mọi người đều buồn bã, chỉ có Tần Dật Vân lẩm bẩm. Ai biết được người nói thật hay là giả? Không đợi Huyền Âm đáp, Mạnh Thiên Sở đã nói đỡ. Sở dĩ Huyền Âm Phương Trượng không chịu nói là do việc này có liên quan đến danh dự của Phương Trượng. Điều này rất dễ hiểu. Ta tin rằng Phương Trượng nói thật bởi vì ta đã biết ngài không phải hung thủ của hai vụ án mạng này. Hung thủ là một kẻ khác. Là ai? Tần Dật Vân hỏi gấp. Mọi người đều hỏi dồn ánh mắt về phía Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, trước khi giải quyết vấn đề này, trước hết ta phải tìm xem hung thủ muốn giết Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng vì lý do gì. Các ngươi có thể nghĩ ra động cơ giết người không? Ai nấy đều sửng sốt. Tuy vừa rồi Trương Chấn Vũ và Tần Dật Vân đấu khẩu, nói rằng lão hòa thượng vì danh dự giết người hay là Tần Dật Vân giết người cho bỏ tức, nhưng xem ra đều khá khiên cưỡng. Phi Yến nghĩ nghĩ rồi nói, có thể ai đó có thủ oán với Tiểu Hòa Thượng ra tay không? Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng có thủ oán với ai được đây? Trong phạm vi 10 dặm quanh đây không có một ngôi nhà nào, chúng ta cũng không tìm ra được dấu hiệu của người ngoài. Chắc chắn hung thủ là một trong số chúng ta. Mà trong chúng ta, ngoại trừ ông chủ Tần và Hư Tùng có chút oán hận riêng tư, những người khác đều coi như không có thủ oán. Trương Chấn Vũ cười nói, ngay cả Mạnh công tử cũng nói như vậy. Ông chủ Tần không vì oán hận mà giết người sao? Tần Dật Vân vội la lên, Mạnh công tử, ta đã có Tế Văn làm chứng, có thể chứng minh ta không rời phòng nửa bước, làm sao có thể giết Hư Tùng được đây? Mạnh Thiên Sở cười cười, ông chủ Tần đừng nóng vội, cho dù ngươi không có người làm chứng, tư oán của ngươi với Hư Tùng chưa đến mức phải giết hắn. Huống chi giờ nương tử ngươi đã không thể tiếp tục giam giữ ngươi được nữa, lại còn cưới được Tế Văn, kiều nhu khả ái, thật là xuân phong đắc ý à. Chắc chắn ngươi sẽ không vì một việc nhỏ như vậy mà giết người, tự hủy hoại tiền đồ của chính mình. Ông chủ Tần cũng không phải hạng người giết người như ngoé, coi sinh mạng như cỏ rác đúng không?
Đúng, đúng, ta giết con lừa ngốc đó làm gì? Ta còn đang đợi ngày lành được cưới Tế Văn cơ mà. Tần Thật Vân ôm Tế Văn đắc ý cười ha hả. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, quan hệ giữa Huyền Âm Phương Trượng với Hư Tùng cũng không thể dùng hai chữ thủ oán được để miêu tả. Hơn nữa, cho dù Lão Hòa Thượng thực sự muốn giết hắn, chắc chắn sẽ giả vờ để Hư Tùng ở lại, sau khi chúng ta đi mới giết. Trương Chấn Vũ lạnh lùng nói, nói như vậy, Mạnh công tử nghi ngờ ta giết Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng phải không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, ta chỉ nói, theo như phân tích vừa rồi, không có chứng cứ có thể chứng minh Hư Tùng chết do thủ oán, chứ chưa nói được hung thủ là ai cả. Sắc mặt Trương Chấn Vũ lúc này mới dịu bớt đi. Phi Yến liền nói, nếu Hư Tùng không phải chết do báo thù, vậy có thể Hư Tùng đã biết bí mật gì đó nên bị người ta giết người diệt khẩu. Mạnh Thiên Sở cười, Phi Yến nói hay lắm, vậy ta bắt đầu điều tra theo hướng này. Đây là điểm mấu chốt của vụ án. Bí mật mà Hư Tùng biết chắc chắn không phải là bí mật trong chùa. Rốt cuộc thì hắn biết được bí mật gì đây? Sau khi Tần phu nhân bị giết, Hư Tùng cũng bị giết ngay sau đó. Không thể nói hai vụ này không có mối liên hệ với nhau được. Có lẽ Tiểu Hòa Thượng đã biết được ai đích thực là hung thủ, hoặc cũng có thể hung thủ nghĩ Hư Tùng biết được manh mối nào đó nên mới giết người diệt khẩu. Nếu là như vậy, hung thủ giết Tần phu nhân và Hư Tùng là một, phá được một vụ coi như là phá được cả hai. Mọi người nghe hắn phân tích rành mạch đều tỏ ra phấn khích lắng nghe hắn nói tiếp. Cho nên ta cân nhắc suy xét lại cả hai vụ án một lần nữa. Mạnh Thiên Sở bước tới chỗ Hạ Vượng nói tiếp, tối hôm qua lúc tìm ra vòng cổ trong hành lý của ngươi, tuy bắt ngươi lúc đó nhưng ta cũng nhận ra được nhiều điều không hợp lý. Vì thế lúc đi ngủ ta cẩn thận xét lại quá trình điều tra của mình, rốt cuộc cũng phát hiện được manh mối. Tần Giật Vân vội hỏi, manh mối gì? Dù sao hắn cũng rất quan tâm đến việc ai đã giết nương tử của hắn, có lẽ để hậu tạ chăng. Thời gian, Mạnh Thiên Sở khoanh tay trước ngực trầm giọng nói, để loại trừ kẻ tình nghi cần phải xác định chính xác thời gian gây án. Lúc đầu chúng ta đã phán đoán sai thời điểm tử vong của Tần phu nhân, khi đó ta căn cứ vào việc khi ta đi hộ tống nương tử và nha hoàn đến nhà vệ sinh, thấy Tế Văn vẫn nói chuyện cùng Tần phu nhân, do đó phán đoán Tần phu nhân lúc đó còn sống. Cũng căn cứ vào lời ông chủ Tần nói lúc trước bị đau bụng đi vệ sinh, Tần phu nhân còn đang ngủ. Có điều ta cẩn thận nhớ lại, lúc đó ta chỉ nghe Tần phu nhân ừ một tiếng, không nghe thấy Tần phu nhân nói câu nào nữa, càng không thấy bóng dáng nàng. Hơn nữa trên cửa sổ chỉ có đúng hai bóng người. Tần Giật Vân biến sắc, ý ngươi nói ta lừa dối ngươi? Sức tưởng tượng của Mạnh công tử quả là phong phú à. Mạnh Thiên Sở không để ý đến hắn, cười nói, ông chủ Tần cứ bình tĩnh nghe ta nói tiếp. Nếu ta có nghi ngờ này, đương nhiên muốn tìm chứng cứ để kiểm chứng. Chứng cứ này chính là thời gian tử vong đích thực của Tần phu nhân. Nếu ăn khớp với lời khai của Tế Văn, nghĩa là ta đã đoán hiêu nói vượn. Còn nếu không ăn khớp, thậm chí là nàng đã chết trước khi đó, lúc đó mới có vấn đề. Thực là nực cười, ngươi định gạt tất cả mọi người sao? Mạnh Thiên Sở vẫn ung dung, cười hăng hắc nói, ta có một nguyên tắc, đó là tin tưởng tuyệt đối vào người chết. Chỉ có người chết là không biết nói dối thôi. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, ho khan hai tiếng rồi sửa lại, nói đúng ra là những dấu hiệu của người chết sẽ không nói dối. Chỉ cần ta đọc đúng, chắc chắn có thể xác định được thời gian tử vong. Mà muốn xác định chính xác thời gian Tần phu nhân tử vong, chỉ có cách hỏi đích danh Tần phu nhân. Lại dọa người? Phi Yến thấp giọng lầm bầm, ta nói thật, không có dọa dẫm gì cả. Mạnh Thiên Sở vừa cười vừa lấy ra trong người một bao giấy dầu đặt lên bàn. Vừa rồi ta ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó tiến hành giải phẫu thi thể. Cái bao giấy dầu kia chính là lấy ra từ dạ dày Tần phu nhân đấy. Ba nữ nhân đều nhíu mày không dám lại gần. Những nam nhân còn lại đều xúm lại quanh bàn cúi đầu xem. Chỉ thấy bên trong có một chút cơm, một chút rau xanh. Mạnh Thiên Sở nói, có rất nhiều phương pháp để phán đoán thời gian tử vong của người chết. Một trong số đó căn cứ vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày để suy đoán. Chúng ta đều biết thức ăn chúng ta ăn hàng ngày đều tiêu hóa ở dạ dày. Khi chết, việc tiêu hóa sẽ ngừng lại. Thức ăn trong dạ dày sẽ giữ nguyên trạng thái lúc tử vong. Chỉ cần chúng ta xác định thời gian lần ăn cuối cùng của người chết, đại khái có thể đoán được thời gian tử vong. Bình thường, nếu thấy thức ăn trong dạ dày đại bộ phận dồn về phía tá tràng, có thể kết luận thời gian tử vong sau bữa ăn khoảng trên dưới một canh giờ. Mạnh Thiên Sở chỉ vào bao giấy trên bàn,
Tối hôm qua chúng ta chỉ ăn rau xanh, đậu hũ. Mọi người xem, trong dạ dày Tần phu nhân, cơm và rau vẫn còn nguyên, chỉ có đậu hũ là bị tiêu hóa một phần. Theo phán đoán, Tần phu nhân chết ngay sau khi ăn khoảng 2 khắc, tức là nửa giờ. Hạ Phượng Nghi lên tiếng. Không đúng, tiện thiếp nhớ rõ, từ khi tấn công cơm nước xong trở về phòng, đến lúc đi cùng chúng ta ra ngoài, hẳn là phải đến nửa canh giờ mới đúng. Mạnh Thiên Sở gật đầu rồi hỏi Tế Văn. Tế Văn cô nương, tối hôm qua sau khi ta ăn xong, lúc nào ngươi và phu nhân ngươi rời khỏi trai phòng? Ngay khi Mạnh công tử ngài vừa rời đi, phu nhân ta cũng đi ngay sau đó. Tế Văn đáp. Tối hôm qua lúc chúng ta ở sau chùa, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Phi Yến sợ quá làm rơi cả đèn xuống đất. May mà gặp được ngươi đem đèn đến chiếu sáng. Trước đó ta còn thấy ngươi ở trong phòng nói chuyện với Tần phu nhân. Từ lúc ngươi và phu nhân rời trai phòng tới lúc đó khoảng bao lâu? Tế Văn hơi tái mặt, nghĩ một chút rồi nói. Khoảng một canh giờ. Vậy không đúng, căn cứ vào mức độ tiêu hóa của thức ăn trong dạ dày Tần phu nhân, trong khoảng 2 khắc, chưa tới nửa canh giờ sau khi ăn, phu nhân ngươi đã chết. Tại sao đến một canh giờ sau nàng vẫn nói chuyện cùng ngươi được? Quả thật khi đó phu nhân còn sống à? Lúc đó ta còn nói chuyện với phu nhân mà. Có thật không? Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn chằm chằm Tế Văn, khiến cho nàng sợ hãi. Tần Giật Vân vội đỡ lời. Mạnh công tử, ngươi không phải nghi ngờ Tế Văn. Ta tin tưởng nàng, nàng tuyệt đối không giết nương tử ta. Từ nhỏ nàng đã đi theo hầu hạ nương tử ta, tình cảm chủ tớ rất là thắm thiết à. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Thật không? Ta còn đang muốn hỏi ngươi, ngươi đã nói lúc đó ngươi ở trong phòng nằm trên giường nói chuyện với hai người kia. Thật là kỳ quái, khi đó nương tử ngươi đã chết, ngươi và Tế Văn nói chuyện phiếm với người chết sao? Tần Giật Vân cứng họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Thư sinh Trương Chấn Vũ nhíu mày. Mạnh huynh, ngươi nói căn cứ vào mức độ cái gì đó của thức ăn để phán đoán thời gian tử vong của Tần phu nhân, quả thực chúng ta chưa nghe qua lần nào, cũng không biết là thực hay là giả. Được thôi, ta sẽ làm thí nghiệm một chút, nếu Trương huynh không phiền, có thể giúp ta một tay được không? Trương Chấn Vũ trầm giọng. Tiểu đệ chỉ nói những suy nghĩ thật của mình, sao Mạnh huynh lấy đệ ra làm trò tiêu khiển vậy? Ta chỉ đùa một chút cho đỡ căng thẳng thôi, Trương huynh đừng để bụng. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ vai Trương Chấn Vũ cười ha hả. Không cần phiền đến Trương huynh, có sẵn thi thể của Hư Tùng để kiểm nghiệm rồi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Ta nhớ rõ khi đó khoảng canh 2, Hư Tùng và Tần phu nhân cũng ăn lúc đó, nhưng thời gian tử vong lại khác nhau, vì vậy mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày cũng khác nhau. Căn cứ vào độ ấm, mức độ co cứng của thi thể Hư Tùng, ta có thể nhận định Hư Tùng chết vào rạng sáng khoảng canh 5. Ta sẽ mô tả qua một chút về mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày tiểu hòa thượng một chút, sau đó tiến hành giải phẫu dạ dày hắn. Nếu khớp với những gì ta mô tả, như vậy có thể chứng minh ta nói thật được không? Mấy người nhìn thoáng nhau một cái rồi gật đầu đồng ý. Mạnh Thiên Sở bắt đầu. Canh 2 Hư Tùng ăn cơm, canh 5 tử vong, cách nhau khoảng 3 canh giờ, tức là khoảng 6 giờ. Hắn chỉ ăn cơm với rau cải, cho nên trong khoảng 2 canh giờ là thức ăn đã tiêu hóa xong. Bởi vậy chắc chắn dạ dày hắn đã trống không. Hơn nữa tới tận lúc chết là 3 canh giờ, ta khẳng định là phần tá tràng, đoạn ruột nối tiếp ngay sau dạ dày cũng trống không. Giờ hãy xem ta nói đúng hay sai đây. Nói đoạn, hắn cầm lấy con dao mổ rạch bụng Hư Tùng ra. Do Hư Tùng mới chết, ngoại trừ mùi máu tanh ra, không hề có mùi khó ngửi sinh ra khi Mạnh Thiên Sở động dao. Vì muốn tìm ra hung thủ, mấy nam nhân đều chăm chú theo dõi. Đương nhiên Hạ Phượng Nghi, Phi Yến cũng như Tế Văn nấp một bên, không dám bén mảng lại gần. Qua kiểm tra, quả nhiên dạ dày cũng như tá tràng của Hư Tùng trống không. Huyền Âm lên tiếng. A Di Đà Phật, những điều Mạnh thí chủ nói quả không sai. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Chủ tớ Hạ Phượng Nghi không dám nhìn, nhưng vẫn rất lưu tâm đến nhất cử nhất động của bọn họ. Khi nghe được câu nói của Phương Trượng, không hiểu sao cả hai đều thở nhẹ một hơi. Rồi cả hai lại nghi nghi hoặc hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở, không hiểu hắn đào đâu ra những kiến thức lạ lùng như thế. Trương Chấn Vũ ngượng ngùng cười. Mạnh công tử nói đúng thật, rất có sức thuyết phục. Có điều tiểu đệ còn một chút nghi vấn trong suy đoán của Mạnh công tử. Vậy sao, xin chỉ giáo. Theo những gì Mạnh huynh vừa nói, ngươi nghi ngờ Tế Văn cố ý ở trong phòng giả vờ nói chuyện với Tần phu nhân để các ngươi thấy, rồi tưởng rằng Tần phu nhân còn sống, cho nên hung thủ giết chết Tần phu nhân chính là Tế Văn. Nhưng ai cũng có thể thấy dáng người Tế Văn nhỏ gầy, làm sao có thể treo cổ Tần phu nhân được đây.
Trương công tử nói rất có lý. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu rồi xoay người lại nhìn Tần Giật Vân đầy thâm ý, mỉm cười. Ông chủ Tần, ngài có nghe rõ lời Trương công tử nói không? Ta nghe rõ, làm sao vậy? Tần Giật Vân hơi tỏ ra bực tức với thái độ của hắn. Trương công tử nói một mình Tế Văn không giết được Tần phu nhân, cho nên nếu nói Tế Văn là hung thủ, khẳng định còn có đồng phạm. Người này hẳn là nam nhân, một nam nhân đủ sức chế phục được Tần phu nhân. Tần Giật Vân giận dữ. Này Mạnh công tử, ngươi không nghi ngờ ta đấy chứ? Thật có hoang đường mà. Đừng có vội ông chủ Tần, ta chỉ nói vậy thôi. Cho tới lúc này ta vẫn không có chứng cứ gì để khẳng định ngươi là hung thủ cả, bởi vì ta còn chưa phân tích xong. Mạnh Thiên Sở ung dung khoanh tay trước ngực, một tay đưa lên vân vê cằm ra chiều suy nghĩ. Lát sau hắn nói, ta có phát hiện ra manh mối. Hắn quay đầu hỏi Hạ Phượng Nghi. Nương tử, lúc đó nàng có để ý trên cửa sổ phòng của Tần phu nhân tối qua có mấy cái bóng người không? Hạ Phượng Nghi thoáng nhìn Phi Yến. Hình như có hai bóng người. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ là có hai bóng người. Phi Yến bổ sung thêm. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Vậy đúng rồi, bởi vì ta cũng nhớ rõ lúc đó trên cửa sổ chỉ có đúng hai cái bóng người, nhưng nhìn khá mơ hồ, không phân biệt rõ ràng là nam hay là nữ. Tế Văn vội nói, lúc đó lão gia nằm ở trên giường cho nên không có bóng in lên cửa sổ. Mạnh Thiên Sở không để ý đến nàng, tiếp tục nói, vừa rồi ta đã phán đoán nửa canh giờ trước lúc đó Tần phu nhân đã chết, bóng người trong phòng lúc đó rất có thể là thi thể của Tần phu nhân. Những lời này làm cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến rùng cả mình. Trong khi trời đã sáng rõ, Phi Yến trừng mắt nhìn hắn lầu bầu, lại dọa người. Mạnh Thiên Sở làm như không nghe thấy, tiếp tục trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp, theo phán đoán của ta, chắc chắn cái bóng đó không phải là Tần phu nhân, bởi vì thi thể Tần phu nhân bị phát hiện treo trong phòng nhà vệ sinh, mà trên cổ chỉ có đúng một vệt dây. Khi ta kiểm tra, rõ ràng có phản ứng sống ở đó, nghĩa là nguyên nhân cái chết trực tiếp của Tần phu nhân là bị treo cổ, cũng có nghĩa là nhà vệ sinh chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Phi Yến nói chen vào, chưa chắc đã là như vậy à, hung thủ có thể siết cổ Tần phu nhân ở trong phòng, dùng thi thể làm chúng ta tưởng nhầm nàng còn sống, sau đó mới đem thi thể đến nhà vệ sinh treo lên. Hạ Phượng Nghi khuýt khỉu tay vào người Phi Yến nhẹ một cái, người đừng có nói lung tung quấy rầy suy nghĩ của thiếu gia. Dạ, nô tỳ hiểu rồi. Phi Yến thè lưỡi thấp giọng. Mạnh Thiên Sở cười cười, không sao, bất luận là ai có nghi vấn gì cứ nói ra, việc phá án phải cố gắng đặt tới mức chuẩn xác tuyệt đối, cho nên ai cũng có quyền nghi ngờ. Hơn nữa việc đó còn có thể trợ giúp ta phát hiện ra suy đoán của mình có chỗ nào không ổn để còn sửa lại. Nói đoạn hắn đến gần Phi Yến khẽ nói, không biết mà hỏi mới là đứa trẻ ngoan. Phi Yến hơi đỏ mặt, thiếu gia, ngài vẫn chưa giải thích nghi vấn của ta. Điều vừa rồi ngươi nói không chỉ không hợp lý với lẽ thường tình, mà còn không khớp với những triệu chứng trên thi thể nữa. Nếu hung thủ thắt cổ Tần phu nhân ở trong phòng của nàng, cần gì phải mất công mạo hiểm đưa thi thể ra nhà vệ sinh để treo lên đây? Treo nàng lên luôn trong phòng không phải là được sao? Cho nên mới nói điều đó không hợp lý. Hơn nữa, trên cổ Tần phu nhân chỉ có duy nhất một vệt dây, vệt dây lại có phản ứng sống, đó cũng là nguyên nhân trực tiếp làm Tần phu nhân chết đi. Nếu thắt cổ trong phòng rồi mới đưa ra nhà vệ sinh sau chùa treo lên, chắc chắn sẽ để lại hai vệt dây, một vệt lúc còn sống và một vệt sau khi chết. Đương nhiên cũng có thể nói hai vệt dây đó trùng với nhau, bất quá cho dù chúng có trùng với nhau cũng không thể gạt được ta. Sự thật là trên cổ Tần phu nhân chỉ có một vệt dây, cho nên ta mới khẳng định cái bóng chúng ta thấy lúc đi ngang qua phòng của Tần phu nhân không phải là nàng. Không phải nàng thì là ai? Phi Yến lẩm bẩm. Hỏi rất hay, có thể là ai được? Người này ở trong phòng Tần phu nhân, giả làm Tần phu nhân cùng Tế Văn nói chuyện để gạt chúng ta. Nếu như giả thuyết Tế Văn là hung thủ, hiển nhiên người này là động phạm giết chết Tần phu nhân. Tần Giật Vân nghe câu này vội vàng hỏi, người kia là ai? Mạnh Thiên Sở cười, nhìn chằm chằm Tần Giật Vân nói, ông chủ Tần, không phải lúc đó ngươi cũng ở trong phòng sao? Sao lại không biết? Chuyện này... Ông chủ Tần, ngươi còn nói lúc đó ngươi ở trong phòng cùng phu nhân và Tế Văn nói chuyện kia mà. Kỳ thật, ta biết lúc đó ngươi không hề ở trong phòng, bởi vì khi đó nương tử ngươi đã chết. Nếu thật lòng muốn biết ai là hung thủ, ngươi nên nói ra sự thật. Tần Giật Vân tái mặt, thở dài một tiếng.
Mạnh công tử quả nhiên lợi hại. Chính xác, lúc đó ta không có ở trong phòng. Khi đó nương tử ta nói nàng muốn ngủ, nhưng ta thấy chưa buồn ngủ, liền nói muốn ra ngoài tìm Mạnh công tử ngươi tâm sự để cho nàng ngủ trước. Ta đã nháy mắt hẹn với Tế Văn, hẹn Tế Văn đem nước rửa chân cho nàng xong thì ra bìa rừng tìm ta. Sau đó ta chạy đi, sự việc sau đó thế nào ta không rõ lắm. Lúc trước ta nói như vậy chủ yếu là vì tin tưởng Tế Văn không giết nương tử ta, cho nên ta làm chứng cho nàng. Mạnh Thiên Sở cười nói, không đơn giản như vậy đâu. Một mình Tế Văn không giết được Tần phu nhân, trừ khi có một người đồng lõa như ông chủ Tần chẳng hạn. Tần Giật Vân nổi giận nói, được rồi Mạnh công tử, Tần mỗ nhẫn nại có giới hạn. Ngươi lần lượt vu tội Tế Văn, giờ lại nói ta đồng lõa. Ta muốn tới nha môn để xem ngươi ăn nói thế nào. Ngày hôm qua Mạnh Thiên Sở khống chế Hạ Vượng chỉ bằng một chiêu, Tần Giật Vân tự nhận thấy mình không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng rất tức giận nhưng cũng không dám làm gì hắn cả. Mạnh Thiên Sở cười, ông chủ Tần, ta đã nhắc đi nhắc lại, Mạnh mỗ chỉ giả thiết Tế Văn là hung thủ, cũng không khẳng định ngươi là đồng phạm. Ngươi làm sao phải đóng này như vậy? Tần Giật Vân nổi giận đùng đùng nói, ngươi tuy không trực tiếp nói ra nhưng ý tứ thì cũng như thế thôi. Ngươi cứ nghe ta nói tiếp, có lẽ sẽ phát hiện ra vài điều mới mẻ. Huyền Âm Phương Trượng nãy giờ vẫn im lặng, chợt lên tiếng, Tần thí chủ, Bần tăng cảm thấy suy đoán của Mạnh thí chủ rất nhịp nhàng, hợp lý, thập phần chặt chẽ. Chúng ta cứ bình tĩnh nghe Mạnh thí chủ phân tích, chắc chắn sẽ biết được rốt cuộc hung thủ là ai. Hạ Vượng đứng bên cũng lên tiếng, đúng vậy, Phương Trượng đại sư nói rất có đạo lý, chúng ta đừng ngắt lời Mạnh công tử, để cho hắn nói xem, nói hết xem thế nào. Mạnh công tử, mời nói tiếp đi. Thư sinh Trương Chân Vũ cũng nói, tất cả đều đứng về phía Mạnh Thiên Sở. Tần Giật Vân cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết ôm lấy Tế Văn đang hờn dỗi, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục nói tới đây, lên trở lại vụ án của Hư Tùng. Vừa rồi ta phân tích, có thể hắn đã biết được sự việc nào đó, cho nên bị sát hại để diệt khẩu. Vậy rốt cuộc Hư Tùng đã biết được việc gì? Ta phải rà soát lại lời khai của Hư Tùng tối qua xem sao. Hắn làm bộ lấy tay vuốt vuốt cằm, chầm chầm tư tư nói, tối hôm qua sau khi ăn xong, ta đi ngang qua trai phòng, thấy Tần phu nhân đang ở đó trêu đùa Hư Tùng. Lúc đó Huyền Âm Phương Trượng cũng thấy, đánh hắn một cái vào đầu rõ đau. Hư Tùng khai hắn vẫn không dứt bỏ được Tần phu nhân, ngồi ở thiện phòng một lúc bèn ra ngoài vụng trộm đến bên cửa sổ phòng Tần phu nhân. Hắn thấy có hai người trong phòng, sau đó hắn ra bìa rừng qua chỗ hổng của bức tường rào, nhìn thấy ông chủ Tần và Tế Văn đang vui vẻ. Ngay sau đó thì thi thể Tần phu nhân bị phát hiện. Các vị, ta nói vậy có đúng không? Huyền Âm Phương Trượng lên tiếng trước tiên, đúng, đúng là tối qua Hư Tùng có nói như vậy. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Mạnh Thiên Sở lại nói tiếp, trong những việc đó, trước tiên là tán tỉnh với Tần phu nhân, sau là xem trộm ông chủ Tần và Tế Văn thân thiết đều có quan hệ đến vụ án. Chỉ còn duy nhất tình tiết nấp ở sau phòng Tần phu nhân nghe lén, bởi vì tiểu hòa thượng Hư Tùng nói điều đó ngay trước mặt mọi người. Mà ở trong phòng lúc đó, một là Tế Văn, người còn lại chắc chắn không phải Tần phu nhân mà là hung thủ. Nếu ta là hung thủ, ta lại nghe tiểu hòa thượng nói hắn lấp sau phòng nghe lén, chắc chắn sẽ ra tay giết người diệt khẩu, cho dù hắn có biết được điều gì chăng nữa. Tuy rằng lúc đó hắn chưa nói ra, nhưng không có gì đảm bảo sau này hắn sẽ không nói ra. Chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi mà thôi. Phi Yến lên tiếng, không phải tiểu hòa thượng nói khi đó hắn chỉ thấy có hai bóng người và không nghe thấy gì sao? Hung thủ giết hắn làm gì? Ai biết được thật ra hắn đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì đây? Đây là một ván cược mà hung thủ đặt cả vào người chết, cho nên đã giết người diệt khẩu. Tần Giật Vân nói, không đúng, lúc đó người đã bắt Hạ Vượng vì sát hại nương tử ta, cũng đã phá được án. Cho đến trước khi Hư Tùng bị giết, người chưa hề nói là đã bắt nhầm người, trong khi chúng ta ai cũng nghĩ Hạ Vượng là hung thủ. Đương nhiên lúc này ta lại không tin tưởng hắn thật sự không phải là hung thủ. Hạ Vượng vội cãi, này này Mạnh công tử đã nói ta không phải là hung thủ, ngươi còn ý kiến gì sao? Lời hắn không có tính quyết định. Vậy ai mới có thể quyết định đây? Tần Giật Vân lạnh lùng nói, người nha môn, chờ một lát nữa quan sai đến để xem họ có tin rằng người giữ tăng vật lại không phải hung thủ không. Sắc mặt Hạ Vượng lập tức trắng bệch, lùi lại vài bước, tưởng chừng muốn bỏ chạy. Mạnh Thiên Sở nói, ông chủ Hạ đừng sợ hãi, chỉ cần trước khi chi huyện đại lão gia cùng bộ khoái đến,
chúng ta tìm ra được hung thủ thực sự, ngươi sẽ được giải oan. Hạ Vượng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bối rối nói, e rằng không được đâu. Ngươi chỉ còn cách tin tưởng ta, bây giờ nếu ngươi bỏ trốn thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, ngươi cũng không rửa sạch được tiếng oan này. Nghe lời này, Hạ Vượng ưỡn ngực, ta không giết ngươi, ai nói ta muốn chạy. Mạnh công tử, xin mời nói tiếp đi. Mạnh Thiên Sở quay đầu nói với Tần Dật Vân, ông chủ Tần, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ nói là nếu hôm qua tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngươi đã bắt được hung thủ, thì hung thủ thực sự cần gì phải ra tay giết người diệt khẩu đây? Hơn nữa tiểu hòa thượng cũng chưa nói ra điều gì bất lợi cho hắn cơ mà. Kỳ thực để trả lời vấn đề này, chính ngươi vừa rồi đã thay ta nói rồi. Ta nói cái gì? Nói rằng tiếng nói của ta không có trọng lượng, rằng chỉ có chi huyện đại lão gia mới có quyền định đoạt. Ngươi biết điều này, hiển nhiên hung thủ cũng biết. Khi quan sai đến, vụ án này hiển nhiên sẽ được thẩm vấn lại. Khi đó ai biết được tiểu hòa thượng Hư Tùng sẽ khai những gì? Lúc đó không khai gì, đợi người nha môn đến mới nói ra. Vừa bắt được hung thủ, vừa đảm bảo an toàn cho mình. Tần Dật Vân gật gật đầu. Nói như vậy cũng có lý, hung thủ nghi ngờ tiểu hòa thượng cố ý giấu giếm không nói, nhưng kỳ thật đã biết chân tướng cho nên mới giết người diệt khẩu. Đúng vậy, giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết. Để cho an toàn, tiểu hòa thượng nhất định không thể tiếp tục sống được. Tần Dật Vân nói, người nói đến nửa ngày, vì sao con lừa ngốc Khư Tùng bị giết nhưng vẫn chưa nói, rốt cuộc là ai giết hắn, ai đã giết đương tử của ta? Mạnh Thiên Sở mỉm cười, tìm được nguyên nhân Hư Tùng bị giết rồi, chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng hung thủ. Vậy sao, là ai? Mạnh Thiên Sở không trực tiếp trả lời. Hung thủ hiển nhiên đã tính toán rất kỹ nhằm đánh lừa chúng ta, thế cửa này không thể để Hư Tùng làm hỏng được. Khi biết Hư Tùng nấp sau vách nghe trộm, hắn chỉ có cách giết chết người diệt khẩu. Trong phòng lúc đó có hai người, một là Tế Văn, một người còn lại giả làm Tần phu nhân còn sống. Hiện tại ta phải xem xét lại hung thủ đã sắp xếp thế nào để chứng tỏ rằng mình không có ở hiện trường lúc xảy ra án mạng. Thư sinh Trương Chấn Vũ nói, Mạnh công tử, hôm qua ngoại trừ Phương Trượng Huyền Âm, Hạ Vượng cùng lão nô của ngươi, còn lại ai cũng có thể bị nghi ngờ, vậy ngươi định nói là ai đây? Mạnh Thiên Sở nói, đúng vậy, ngoại trừ ba người đó ai cũng có thể bị nghi ngờ, giờ ta muốn kiểm tra một chút. Vậy sao, không biết Mạnh công tử định kiểm tra thế nào? Hung thủ cố ý bày một chứng cứ ngoại phạm chứng minh rằng mình không có ở hiện trường, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra. Mạnh Thiên Sở nói chắc như đinh đóng cột. Hung thủ giả trang làm Tần phu nhân để chúng ta nghĩ rằng nàng còn sống, bởi vì hắn phải sắp đặt làm sao để từ lúc đó đến lúc phát hiện ra Tần phu nhân bị giết, có người làm chứng cho hắn không có ở hiện trường. Tần Dật Vân nhíu mày, Mạnh công tử nói khó hiểu quá, có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Đơn giản một câu, chúng ta xem lại khoảng thời gian tối hôm qua Tần phu nhân bị giết, ai đang làm việc gì? Ai muốn giả vờ tìm nhân chứng chắc chắn sẽ phát hiện ra hung thủ thực sự thôi. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn mọi người một lượt. Tối qua Huyền Âm Phương Trượng một mình ở phòng, hợp tình hợp lý. Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng ở bìa rừng nhìn trộm ông chủ Tần và Tế Văn cũng hợp lý. Hạ Vượng và Lão Đầu ngủ trong phòng. Nếu Hạ Vượng có là hung thủ, hắn sẽ không thể để Lão Đầu ngủ mà phải nói liên tục để Lão Đầu có thể làm chứng cho hắn. Hắn không làm vậy, vì vậy hành vi không có gì dị thường. Nương tử ta và Phi Yến ở trong phòng nói chuyện cũng rất bình thường, duy chỉ có độc nhất một người hành vi có chút khác thường. Thư sinh Trương Chấn Vũ cười lạnh nói, cũng chỉ còn lại ta, xem ra Mạnh công tử có ý nhắm vào ta. Đúng vậy, người giả trang Tần phu nhân ở trong phòng chính là ngươi, ngươi mới là hung thủ giết chết Tần phu nhân thực sự. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào Trương Chấn Vũ, tất cả đều ồ lên cùng nhìn về phía Trương Chấn Vũ. Trương Chấn Vũ vẫn thản nhiên lạnh lùng cười, Mạnh công tử, lúc ngươi bảo Hạ Vượng là hung thủ, lúc lại bảo Tế Văn là hung thủ, giờ lại nói ta là hung thủ, không biết cái nào là đúng đây? Lần này chắc chắn đúng, bởi vì ngươi giấu đầu nhưng hở nhiều đuôi lắm. Vậy sao, thỉnh Mạnh công tử chỉ ra vài cái đuôi cho tại hạ xem sao? Đương nhiên ta sẽ chỉ ra, ngươi thật sự rất thông minh, tính toán các bước rất kỹ lưỡng, nhưng có điều người tính không bằng trời tính. Xin Mạnh công tử đừng có nói chuyện không đâu nữa, cứ đưa ra chứng cứ mới có sức thuyết phục. Đừng quên, tối qua chính ta cùng với ngươi ở một chỗ uống rượu nha. Gọi ta uống rượu với ngươi, đúng là ngươi đã giấu đầu hở đuôi mà. Mạnh Thiên Sở cười ha ha.
Tối qua, lúc ngươi cầm chén rượu, đứng ở Vọng Nguyệt Đài, gọi ta đến uống rượu cùng ngươi, trước mặt nương tử ta và Phi Yến, ta đã thấy rất kỳ quái. Đây là nơi cửa Phật, ngươi lại là người đọc sách, nói năng nho nhã, tại sao lại có hành vi phóng đãng, không kiềm chế được như vậy? Thì ra ngươi muốn hai nàng cùng ta làm chứng cho ngươi uống rượu trong suốt khoảng thời gian đó. Mà trước đó chúng ta lại thấy Tần phu nhân vẫn còn trong phòng nói chuyện với Tế Văn, trong khi ngươi uống rượu không có rời đi, đương nhiên không thể giết Tần phu nhân, có phải không? Giấu đầu hở đuôi, đúng là khéo quá hóa vụng mà. Không ngờ Trương Chấn Vũ vẫn cười ha ha. Lời nói của Mạnh công tử thật là có ý tứ à, không thể tưởng tượng được Trương mỗ hảo tâm mời ngươi uống rượu lại thành chứng cứ phạm tội. Được lắm, ta hỏi ngươi, ngươi đã nói ta ở trong phòng Tần phu nhân giả trang làm nàng, ngươi lại còn nói kỳ thực Tần phu nhân đã chết hơn nửa canh giờ trước, như vậy thực là kỳ quái. Trương công tử, có điều gì kỳ quái sao? Các ngươi đi qua phòng Tần phu nhân để làm gì? Ta đi hộ tống nương tử đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nam hay nữ? Nói nhảm, hai nàng đương nhiên phải đi bên nữ rồi. Thế Tần phu nhân chết ở chỗ nào? Bên nhà vệ sinh nữ. Nếu trước đó Tần phu nhân đã chết trong đó, lẽ nào hai người không nhìn thấy thi thể Tần phu nhân chứ? Hả? Giải thích xem, đại sư gia sáng suốt. Mọi người đều gật đầu, đồng loạt nhìn Mạnh Thiên Sở xem hắn trả lời ra sao. Mạnh Thiên Sở không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Chấn Vũ, đợi hắn cười xong mới chậm rãi nói: Đây chính là điểm thông minh của ngươi, đừng quên ngươi còn có một người đồng phạm. Trương Chấn Vũ quay người chỉ tay vào Tế Văn: Ngươi nói tiểu cô nương này sao? Ý của ngươi là ta ở trong phòng Tần phu nhân giết chết nàng, sau đó chạy đi gọi ngươi uống rượu, để cho một mình Tế Văn đem thi thể Tần phu nhân đến treo ở trong nhà vệ sinh hay sao? Ngươi không biết việc đó quá sức đối với một tiểu cô nương mới 14, 15 tuổi hay sao? Đúng vậy, nếu theo cách đó đích xác Tế Văn không thể làm được. Trương Chấn Vũ ngừng cười, khoanh hai tay châm biếm nói: Chà chà, vậy là những lời ngươi vừa nói đều là nói nhảm rồi. Nói nhảm hay không, chờ một lát sẽ rõ thôi. Mạnh Thiên Sở vẫn điềm tĩnh nói: Tuy rằng Tế Văn không thể một mình làm, nhưng không phải còn có ngươi sao? Trương Chấn Vũ sửng sốt, lập tức cười vang, chỉ thẳng Mạnh Thiên Sở nói: Ta đã nói là ngươi nói nhảm mà, chính ngươi vừa nói nương tử ngươi đi nhà vệ sinh không phát hiện ra thi thể Tần phu nhân, sau đó ta lại cùng ngươi uống rượu, làm thế nào có thể phân thân đi giúp Tế Văn treo thi thể trong nhà vệ sinh đây? Ta cười muốn chết à. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lo lắng đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, muốn giúp hắn nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ. Có điều Mạnh Thiên Sở không cần hai nàng phải giúp, hắn vẫn ung dung: Cứ cười đi, theo đại minh luật, nô bộc sát hại chủ nhân xử lăng trì, đến lúc đó xem ngươi còn cười được không. Trương Chấn Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Sở: Ta thật muốn nghe xem ngươi chứng minh ta giết người như thế nào. Mạnh Thiên Sở chỉ thở dài, một lát sau mới nói: Quả thực ngươi rất thông minh, đã tính tới cả nước cờ này, nương tử ta đi vệ sinh không nhìn thấy thi thể, mà sau đó ta và ngươi lại ở cùng một chỗ. Tế Văn mặc dù có thời gian nhưng không thể một mình treo xác lên được, dùng cách này để chứng minh mình không có khả năng phạm tội. Thông minh, thông minh, rất thông minh. Bất quá có câu khôn quá hóa dại, khéo quá hóa vụng, ngươi đã nghe qua chưa? Trương Chấn Vũ cười lạnh: Dại như thế nào? Mạnh Thiên Sở vung tay lên: Mọi người đi theo ta, chúng ta đến phòng Tần phu nhân vạch trần chân tướng bên người chết, có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn. Nói đoạn hắn đi trước nhằm hướng phòng Tần phu nhân thẳng tiến. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đứng bên cạnh cửa mau chóng bước theo hắn, những người khác đều đi theo. Khuôn mặt xinh đẹp của Tế Văn không có chút huyết sắc nào, sợ hãi nói với Tần Dật Vân: Lão gia, ta hơi sợ. Vừa rồi Mạnh Thiên Sở nói một hồi làm cho Tần Dật Vân đã bắt đầu nghi ngờ. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Tế Văn một cái, nói một câu: Đi thôi. Cũng chẳng thèm an ủi nàng, sắc mặt Tế Văn lại càng khó coi, đành phải bước theo hắn. Thi thể Tần phu nhân đặt nằm ở trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở lại gần lật nghiêng thi thể, chỉ vào vết rách sau gáy nói: Vừa rồi ta không chỉ giải phẫu dạ dày Tần phu nhân, mà còn giải phẫu cả cổ của nàng. Không chỉ phát hiện Tần phu nhân đúng là chết do treo cổ, mà còn phát hiện ra một vấn đề nữa. Phát hiện này có thể giải quyết mâu thuẫn vừa rồi dễ dàng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào vết rách, duy chỉ có Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không xem. Tế Văn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không rõ đang nghĩ gì. Mạnh Thiên Sở hơi tách vết rách ra nói:
Chú ý này, xương cổ Tần phu nhân đã bị gãy, đây chính là vấn đề. Xương cổ bị gãy ư? Xương cổ gãy nó lên được điều gì? Tần Dật Vân hỏi. Bình thường treo cổ không thể làm ảnh hưởng tới xương cổ được, chứ đừng nói là gãy cổ. Kết quả này chỉ xảy ra trong trường hợp hành quyết tội phạm, khi người ta buộc cổ phạm nhân đang đứng ở trên bàn bằng dây thừng, sau đó hất đổ bàn để nạn nhân rơi mạnh xuống. Nếu bàn cao, xương cổ có thể bị gãy, thậm chí là đầu lìa khỏi cổ. Có thống kê cho thấy, khi treo cổ phạm nhân, nếu phạm nhân rơi xuống quá 2 thước, khoảng 1 mét thì sẽ bị gãy cổ. Đương nhiên nếu hắn to béo, khoảng cách này sẽ ngắn lại. Tần Dật Vân khẩn trương hỏi, ý ngươi là sao? Giờ phút này, sắc mặt Trương Chấn Vũ đã trắng bệch. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm hắn nói tiếp, giờ ta có thể giải thích vấn đề ngươi vừa nêu ra. Ăn uống xong, Tần phu nhân chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, nàng muốn đi vệ sinh, đây là thói quen bình thường của nhiều người. Trước tiên Tế Văn nói với ông chủ Tần, hẹn hắn ở bìa rừng bên ngoài. Ông chủ Tần vội vã thành thành thật thật ra ngoài chờ. Lập tức Tế Văn ra ám hiệu cho ngươi, lập tức ngươi chạy đến trước, mang theo một sợi dây thừng, trèo lên nấp trên xà ngang. Khi Tần phu nhân đi xong, còn chưa kịp kéo quần lên, ngươi đã buộc dây thừng vào cổ nàng kéo lên. Cùng lúc đó, Tế Văn ở dưới lấy cả hai tay ôm chặt lấy nàng, làm cho nàng không thể phản kháng. Hai người thắt cổ Tần phu nhân cho đến chết. Sau đó ngươi ở trên kéo, Tế Văn ở bên dưới đẩy, cùng nhau đưa thi thể lên đặt trên xà ngang. Trương Chấn Vũ vẫn cười lạnh nhìn Mạnh Thiên Sở, nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Mạnh Thiên Sở quay lại nói với mọi người, các ngươi không chú ý sao, các phòng trong chùa đều có xà nhà hình chữ thập, nhà vệ sinh cũng vậy. Tần phu nhân dáng người nhỏ nhắn nên đặt trên xà nhà sẽ không bị rơi xuống. Nói đến đây, Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn chằm chằm Trương Chấn Vũ. Sau khi ngươi giết Tần phu nhân xong, đặt thi thể nàng lên xà, sau khi buộc một đầu dây vào xà nhà, các ngươi liền rời đi. Bởi vì thi thể đặt khuất phía trên, mà nương tử ta cùng Phi Yến chỉ đem một cây đèn nhỏ vào, có thể nhìn thấy được bàn tay đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể chiếu sáng cả căn phòng. Huống chi họ đều là nữ tử nên rất sợ tối, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, bởi vậy họ không hề phát hiện ra thi thể của Tần phu nhân đang nằm ngay trên đầu. Trời đang sáng rõ mà Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều sợ run cả người. Cũng khó trách hai nàng, có lẽ bất cứ ai ở tình cảnh đó cũng có phản ứng như vậy. Mạnh Thiên Sở lại nói tiếp, sau khi rời nhà vệ sinh, các ngươi về phòng Tần phu nhân chờ xem có ai đi ngang qua cửa sổ là bắt đầu biểu diễn, chứng minh Tần phu nhân khi đó vẫn còn sống. Đương nhiên các ngươi cũng biết, chỉ cần đứng xa cửa sổ một chút là sẽ khó mà phân biệt được cái bóng trên cửa sổ là nam hay là nữ, có phải là Tần phu nhân hay không. Vì thế mà các ngươi đã đánh lừa chúng ta thành công. Sau đó ngươi theo đường cửa sổ ra ngoài, về phòng của ngươi cầm chén rượu đợi ta về. Lúc này ông chủ Tần đợi ở bìa rừng suốt ruột, định về thì thấy Tế Văn đi ra. Sau khi hai người thân thiết, Tế Văn về trước đến nhà vệ sinh, dẫm lên vách ngăn đẩy xác Tần phu nhân trên xà xuống, tạo thành tư thế treo cổ. Sau đó gào to, Tần phu nhân treo cổ. Nhưng các ngươi không ngờ, người tính không bằng trời tính, khớp cổ bị gãy của Tần phu nhân đã nói tất cả cho ta biết. Tần Dật Vân nhìn chằm chằm Tế Văn gằn từng tiếng hỏi, Mạnh công tử nói có đúng không? Tế Văn run rẩy, khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào, lắp bắp nói, Ta Mạnh Thiên Sở nói, ông chủ Tần, còn chưa tới lúc thu võng, ta còn chưa nói về cái chết của Hư Tùng, đừng có vội. Trương Chấn Vũ đứng vỗ tay cười, hay, hay lắm, câu chuyện mà Mạnh công tử kể thực sự rất ly kỳ, hấp dẫn. Sức tưởng tượng của Mạnh công tử quả là phong phú à, khiến cho người ta không thể nào không bái phục. Trương công tử cho rằng Mạnh mỗ đang kể chuyện cổ tích sao? Nếu không phải, xin Mạnh công tử hãy đưa ra chứng cứ ra xem nào. Tuy rằng những điều ngươi nói rất là ăn khớp, nhịp nhàng, nhưng nếu không có chứng cứ, tất cả đều là vô nghĩa thôi. Chứng cứ ư? Đương nhiên là ta có. Mạnh Thiên Sở từ từ lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay thêu hoa tinh xảo, bên trong là vòng cổ của Tần phu nhân. Mạnh Thiên Sở lên tiếng, chiếc vòng cổ này được phát hiện ở trong hành lý của Hạ Vượng, nhưng thực tế Hạ Vượng không phải là người sát hại Tần phu nhân, cho nên chiếc vòng cổ này không phải là do hắn bỏ vào, chỉ có khả năng duy nhất đó là do hung thủ bỏ vào. Tối hôm qua khi Hư Tùng bị giết, ta đã có nghi ngờ vấn đề này nên đã dùng chiếc khăn tay của nương tử bọc lấy vòng cổ, không để làm lẫn lộn dấu vân tay. Lẫn lộn dấu vân tay ư?
Tần Giật Vân lặp lại lời của hắn, không hiểu gì cả. Con người ta chạm vào bất kỳ vật gì cũng đều lưu lại dấu vân tay của mình. Dấu vết này có thể dễ dàng kiểm tra. Mỗi người có một dấu vân tay của riêng mình. Trên thế gian này không có hai người nào có dấu vân tay giống nhau cả. Mọi người quay sang nhìn nhau, không ai hiểu hắn đang nói gì cả. Người Trung Quốc cổ đại từ lâu đã sử dụng cách điểm chỉ như là cách ký tên đóng dấu ngày nay. Tuy nhiên, ý thức của người xưa về nó rất còn mơ hồ, không biết rằng mỗi người đều có dấu vân tay đặc thù, không ai giống ai, cũng không biết sử dụng dấu vân tay để điều tra phá án, cũng không khó hiểu khi mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Đương nhiên Mạnh Thiên Sở cũng nghĩ đến điều này, hắn cũng không nói nhiều, lấy trong vali ra một hộp mực đóng dấu, rồi bảo Huyền Âm đem đến một tập giấy, tự mình ấn cả 10 đầu ngón tay vào hộp mực rồi in lên giấy, đoạn nói: "Mỗi người chúng ta đều có dấu vân tay khác nhau, nếu không tin, các ngươi có thể tự in dấu vân tay của mình ra giấy, sau đó đối chiếu với người khác sẽ rõ thôi." Không ai có phản ứng gì, thấy vậy, Hạ Phượng Nghi huých khỉu tay vào người Phi Yến. Phi Yến vội vàng nói: "Để ta đến điểm chỉ xem vân tay khác như thế nào." Dứt lời, nàng bắt chước cách làm của Mạnh Thiên Sở, in 10 ngón tay lên giấy. Mạnh Thiên Sở giải thích qua cách phân biệt vân tay, hoa tay căn bản của mọi người. Mọi người đều lắng nghe hắn phân tích, rồi cẩn thận so sánh dấu vân tay của hắn và Phi Yến. Quả nhiên, chúng không giống nhau, thậm chí ngay cả 10 vân tay của một người cũng không hề giống nhau. Lúc này, ai nấy đều rất hứng thú, tự mình điểm chỉ rồi đối chiếu vân tay với nhau. Mãi một hồi, vẫn không tìm thấy hai cái vân tay nào giống nhau cả. Sau khi mọi người dần ổn định nhận thức, Mạnh Thiên Sở lúc này mới nói: "Trên ngón tay con người có tuyến mồ hôi không ngừng tiết ra dầu và hơi ấm, cho nên khi người ta đặt tay lên bất kỳ vật nào cũng để lại dấu vân tay, mắt thường không nhìn thấy, nhưng chỉ cần sử dụng công cụ đặc biệt là có thể phát hiện ra, mọi người xem." Nói đoạn, hắn ấn ngón tay phải lên tờ giấy trắng, sau đó lấy ra một cái chổi từ tính quét vân tay, nhẹ nhàng quét qua chỗ vừa rồi, lập tức một cái vân tay màu xám xuất hiện. Mạnh Thiên Sở chỉ vào 10 cái vân tay trên tờ giấy lúc đầu: "Đây đều là vân tay của ta, các ngươi đối chiếu xem có giống nhau không?" Tất cả đều chăm chú nhìn, cẩn thận so sánh. Quả nhiên, hai dấu vân tay giống nhau như đúc, đều tấm tắc gật gù. Mạnh Thiên Sở cười nói: "Ta nói cho mọi người biết như vậy, không phải là ta khoe khoang gì, mà chỉ để cho mọi người biết, vân tay của mỗi người đều không giống nhau. Khi chạm vào bất kỳ vật thể nào, cũng đều lưu lại dấu vân tay cả." Hắn chỉ cái vòng chân châu đặt trên bàn nói tiếp: "Hung thủ vu oan giá họa cho ông chủ hạ, thừa lúc rối ren đem nó nhét vào hành lý của ông chủ hạ. Vì ông chủ hạ chưa chạm đến vòng cổ, nên chắc chắn trên vòng cổ sẽ không có dấu vân tay của Hạ Vượng, nhưng sẽ có dấu vân tay của hung thủ." Vừa nghe giải thích vừa xem thí nghiệm, mọi người đã bắt đầu tin tưởng việc căn cứ vào dấu vân tay có thể tìm ra chủ nhân của nó. Phi Yến nhanh miệng nói: "Thiếu gia, dùng cây bút lông vừa rồi xem sao, như vậy có thể tìm được vân tay." "Đúng vậy." Mạnh Thiên Sở cười: "Vừa rồi ta ở xương phòng đã kiểm tra rất kỹ. Trên vòng cổ, ngoại trừ dấu vân tay của Tần phu nhân, thì còn có dấu vân tay của một người khác, chính là Trương Chấn Vũ." Trương Chấn Vũ vừa rồi đã bị màn biểu diễn của Mạnh Thiên Sở làm sợ ngây người. Vừa rồi khi tất cả mọi người đều chăm chú so sánh vân tay, chỉ có hắn và Tế Văn đứng một bên không dám lại gần. Lúc này nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, hắn gượng cười: "Mạnh công tử, vừa rồi ta không lấy dấu vân tay, người chưa có dấu vân tay của ta, lấy gì mà so sánh đây?" Mạnh Thiên Sở cười cười, chỉ cái chén trên bàn: "Còn nhớ cái chén trên bàn kia không? Ta dùng khăn mềm cẩn thận lau sạch rồi đưa cho ngươi, nhờ ngươi đem đến chén rượu cho ta. Lúc ngươi tiếp nhận cái chén cũng là lúc ngươi để lại dấu vân tay lên trên đó. Ta chỉ cần dùng bàn trái quét nhẹ lên là phát hiện ra dấu vân tay. Ta cũng so sánh cái dấu vân tay trên vòng cổ của Tần phu nhân, kết quả là chúng giống hệt nhau. Nếu Trương công tử vẫn chưa tin, chúng ta có thể kiểm tra lại một lần nữa để xem chúng có giống nhau hay không. Ý Trương công tử thế nào?" "Chuyện này ta mặc kệ, cho quỷ của ngươi." "Trương công tử sợ sao? Nếu trước đây ngươi chưa từng chạm vào vòng cổ của Tần phu nhân, vậy xin hỏi vì sao lại có vân tay của ngươi trên đó?" "Ai sợ chứ, chỉ là ta không tin ngươi, ai biết ngươi diễn ảo thuật hay bày trò quỷ gì." Trương Chấn Vũ vẫn còn cố cãi, tuy nhiên rõ ràng là lời thanh minh đã yếu ớt vô lực, thân hình Tế Văn đã bắt đầu run nhẹ. Mạnh Thiên Sở nói: "Ảo thuật ư? Nói đến ảo thuật,
ngươi có thể đem cái vòng cổ của tần phu nhân đem giấu vào hành lý của hạ vượng mà không ai hay biết, đó mới là ảo thuật. Ta không biết ngươi nói cái gì. Trương Chấn Vũ gầm gầm nói. Không biết ư? Chúng ta phân tích một chút sẽ biết thôi. Chiếc vòng cổ này tần phu nhân đã nói qua là bảo bối gia truyền của nàng, không bao giờ để rời xa người, cho nên chỉ có thể là hung thủ sau khi giết tần phu nhân đã đoạt lấy nó, sau đó lại nhét vào hành lý của ông chủ hạ nhằm vu oan giá họa. Các vị, Mạnh Mỗ nói vậy có đúng không? Ngoại trừ Trương Chân Vũ và Tế Văn, mọi người đều gật đầu, đặc biệt Hạ Vượng gật rất mạnh. Tốt lắm, chúng ta phân tích tiếp. Vừa rồi đã nói tần phu nhân bị giết khoảng nửa canh giờ sau bữa cơm chiều, khi đó hung thủ đã có chiếc vòng cổ trong tay, mà khi đó Hạ Vượng cùng lão nô của ta đã ngủ trong sương phòng, cho nên hung thủ không có cơ hội ra tay. Mãi đến lúc Tế Văn quát to tần phu nhân treo cổ, mọi người chạy ào đến hướng nhà vệ sinh. Từ lúc đó đến lúc đưa thi thể đến Đại Hùng Bảo Điện, sau đó lại đến phòng của Hạ Vượng điều tra, tất cả đều ở cùng nhau, ta nói đúng không? Mọi người nhìn nhau rồi đều gật gật đầu. Vậy thì chỉ còn khả năng khi nghe Tế Văn hét to, mọi người chạy ào về phía nhà vệ sinh, hung thủ đã lợi dụng lúc hỗn loạn này đem vòng cổ nhét vào trong hành lý của Hạ Vượng. Vì hung thủ phải đợi ông chủ hạ và lão đầu chạy ra khỏi cửa mới lẻn vào được, cho nên hắn sẽ là người sau cùng đến hiện trường. Mọi người hãy nói thời gian mình chạy đến hiện trường lúc đó xem nào. Ta nói trước, người tới đầu tiên là ta, tất nhiên ngoại trừ Tế Văn cô nương là người phát hiện ra thi thể. Tuy rằng đã nói Tế Văn phạm tội, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn tỏ ra khách khí với nàng. Huyền Âm Phương Trượng gật đầu nói, đúng vậy, Bần Tăng cùng tiểu đồ Hư Tùng cùng nhau chạy tới, lúc đó đã có Mạnh thí chủ và Tế Văn cô nương ở đó. Bần Tăng còn nhớ rõ người tới sau là Mạnh phu nhân và nha hoàn Phi Yến cô nương, ta còn chiếu đèn cho họ. Sau đó thì tới sau là ta cùng lão đầu cùng nhau tới nhà vệ sinh. Hạ Vượng tỏ ra đắc ý. Lúc đó ta nằm trên giường vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng la vội vàng bật dậy cùng lão đầu lao ra khỏi phòng. Đúng rồi, Hạ Vượng chỉ tay vào Trương Chấn Vũ. Khi ta ra cửa thấy hắn đứng ở sân, ta còn hỏi một tiếng, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ đứng lắc đầu không nói lời nào. Sau đó ta vội đuổi theo lão đầu tới nhà vệ sinh. Mạnh Thiên Sở nói, tốt lắm, xem ra sự việc đã rõ ràng. Trương công tử, ngươi đứng đó làm gì vậy? Trương Chấn Vũ không trả lời, sắc mặt tái nhợt liếc nhìn Tế Văn rồi lập tức cúi đầu cau mày không biết gì nữa. Mạnh Thiên Sở lại nói tiếp, qua phân tích vừa rồi ai cũng có thể hiểu được, trừ ngươi ra không ai có cơ hội đem vòng cổ nhét vào hành lý của ông chủ hạ. Nếu ngươi còn nghi ngờ kết quả kiểm nghiệm vân tay của ta thì ngươi định giải thích điều đó như thế nào đây? Biết đâu cái vòng cổ đó do lão đầu giấu vào thì sao? Hạ Vượng xua tay, không thể nào, hành lý ta để ở đầu giường, sau khi ăn cơm chiều xong trở lại phòng, ta không hề rời đi, lão đầu về một lúc là ngủ liền, sau đó chúng ta lại cùng nhau ra khỏi phòng, trước sau gì lão đầu cũng không chạm vào hành lý của ta. Vậy thì chính ngươi để vào đó. Trương Chấn Vũ vẫn cố gân cổ lên cãi. Ngươi nói láo. Hạ Vượng quát. Mạnh Thiên Sở nói, sau khi ông chủ hạ cùng lão đầu rời khỏi phòng, ngươi lẻn vào phòng họ, sau đó mới đến nhà vệ sinh. Mãi cho đến lúc chúng ta cùng vào phòng Hạ Vượng khám xét, hắn không có cơ hội chạm vào hành lý của mình, và tất nhiên cũng không chạm vào cái vòng cổ kia. Ta đã kiểm tra kỹ dấu vân tay trên vòng cổ, chỉ có đúng hai dấu vân tay, một của tần phu nhân đã chết, hai là của Trương Chấn Vũ ngươi, không có dấu vân tay của Hạ Vượng. Nếu Hạ Vượng không chạm tay vào chiếc vòng đó, làm sao hắn có thể tự giấu nó vào hành lý được đây? Trương Chấn Vũ đã cứng họng nhưng vẫn lẩm bẩm, dù sao thì ta cũng không làm. Phân tích một hồi đã có thể kết luận, có điều Trương Chấn Vũ đến chết vẫn không chịu nhận tội, trong khi đó cả người Tế Văn đã run lẩy bẩy cúi đầu vẻ nhận tội. Tần Giật Vân quát lớn, chứng cứ đã rõ ràng, ngươi còn chối sao? Thì ra chính là các ngươi đã ra tay hạ sát nương tử của ta. Hắn tát Tế Văn một cái, làm nàng ngã lăn ra đất, rồi lại đá bồi một cước. Còn tiện nhân này, nói có phải các ngươi giết nương tử ta không? Tế Văn cuộn mình trên mặt đất, ôm mặt khóc. Ta, lão gia, ta... Hạ Vượng dậm chân mắng chửi. Hóa ra là tên khốn này đã giết chết tần phu nhân, lại còn vu oan hãm hại lão tử, hại lão tử bị trói cả đêm. Tần Giật Vân quay người nhảy vọt tới, nắm cổ áo Trương Chấn Vũ, nắm chặt tay đánh hắn. Trương Chấn Vũ vừa chống cự vừa nói,
Ta không giết nương tử ngươi, nhưng điều hắn nói đều là nói bậy. Mạnh Thiên Sở kéo Tần Dật Vân lại, chậm rãi nói: Bình tĩnh đã nào, cái chết của Hư Tùng còn chưa rõ ràng, chờ một lát rồi chúng ta cùng tính sổ hắn. Huyền Âm niệm một tiếng Phật hiệu: Mạnh công tử nói đúng, trước hết hãy làm rõ cái chết của tiểu đồ trước đã, sau đó sẽ báo quan xử lý theo pháp luật. Lúc này Trương Chấn Vũ đã bị Tần Dật Vân đánh cho một trận xây sầm mặt mày, mồm miệng đều đã chảy máu. Sau khi Tần Dật Vân buông tay ra mới khổ sở kêu lên: Oan uổng a, ta bị oan. Mạnh Thiên Sở cười lạnh: Oan uổng ư, được lắm, chúng ta sẽ nói tiếp tới vụ án của Hư Tùng, chờ khi vụ này rõ chân tướng xem khi đó ngươi kêu oan thế nào đây. Nói đoạn xoay người hỏi Huyền Âm Phương Trượng: Phương Trượng đại sư, bình thường ngủ trong phòng có đóng cửa sổ hay không? Huyền Âm chắp tay trả lời: Ở đây buổi tối thường xuyên nghe tiếng trẻ con khóc, Hư Tùng rất sợ tiếng khóc đó, cho nên từ trước tới nay đều đóng chặt cửa sổ mà ngủ, mùa hè hay mùa đông cũng vậy cả. Vậy đúng rồi, hôm qua khi ta vạch trần việc Hư Tùng nói dối, cũng đã xem qua phòng của hắn, cửa sổ sau đúng là đóng chặt. Xin hỏi đại sư, người vào phòng Hư Tùng bằng lối nào vậy? Từ sau cửa sổ, lúc đó Bần Tăng mở cửa không được, vòng ra phía sau thì phát hiện ra cửa sổ chỉ khép hờ, đẩy cửa ra thì phát hiện Hư Tùng đã treo cổ. Sau đó ta trèo qua cửa sổ vào phòng xem xét, rồi lập tức mở cửa phòng. Nói như vậy, cửa sổ phía sau phòng Hư Tùng không phải là do đại sư mở ra? Không phải, lúc đó cửa chỉ khép hờ thôi. Mạnh Thiên Sở gật đầu: Hư Tùng sợ quỷ, chắc chắn sẽ không tự mình mở ra, hẳn là có kẻ thừa lúc mọi người không để ý lèn vào phòng của Hư Tùng, mở sẵn toan cửa. Vậy người đó là ai? Chúng ta tiếp tục phân tích. Mạnh Thiên Sở vừa cười vừa nói: Vừa rồi đã nói hung thủ giết chết Hư Tùng bởi vì hung thủ sợ rằng Hư Tùng đã biết được chân tướng của sự việc. Hung thủ nảy sinh ra ý nghĩ này chỉ khi hắn biết được việc Hư Tùng đã nấp sau cửa sổ phòng của Tần phu nhân. Đó chính là lúc chúng ta đang ở trong Đại Hùng Bảo Điện nói chuyện sau khi đem thi thể Tần phu nhân trở về. Mọi người thử nhớ lại xem, tối qua lúc chúng ta đang ở Đại Hùng Bảo Điện, có ai vào thư phòng của Hư Tùng hay không? Huyền Âm cúi đầu ngẫm nghĩ: Chắc là không, khi đó Bần Tăng không thấy ai vào phòng nó cả. Hạ Vượng tiếp lời: Chắc chắn là không có, khi đó tất cả mọi người đều ở trong đại điện, ai chạy đi chẳng lẽ lại không biết sao? Mạnh Thiên Sở nói: Chính xác như vậy, tuy rằng cửa phòng Hư Tùng mở, nhưng ta vẫn không thấy ai đi vào. Hơn nữa, mở cửa sổ nhất định cần một chút thời gian. Nếu hung thủ vào mở cửa, lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ phải phát hiện ra. Vậy nên chắc chắn đó không phải là lúc hung thủ đã lẻn vào phòng Hư Tùng. Sau một hồi ở đại điện, chúng ta cùng nhau kéo đến phòng của Hạ Phượng điều tra, cho nghiến hắn vào cột rồi giải tán. Tình huống sau đó thế nào, Phương Trượng đại sư có biết không? Huyền Âm gật đầu: Sau khi giải tán, Bần Tăng cùng Hư Tùng trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Nó còn khóc lóc cầu xin Bần Tăng xin được lưu lại, nhưng Bần Tăng cố chấp không đồng ý, còn bảo hắn về phòng ngủ, sáng mai xuống núi cùng các ngươi. Lúc đó nó vừa khóc vừa bước về phòng. Sau khi thấy hắn đóng cửa, Bần Tăng cũng về trận phòng ngủ. Nói như vậy, lúc hung thủ lèn vào phòng Hư Tùng mở cửa sổ, chắc chắn là lúc chúng ta đang điều tra ở phòng của ông chủ hạ. Lúc đó ta, ông chủ hạ cùng Phương Trượng đại sư vào trong phòng, còn những người ở ngoài thì sao? Tần Dật Vân lên tiếng: Ta cùng lão đầu và Hư Tùng đứng ở cửa nhìn vào, mấy nữ nhân đứng sau chúng ta. Phi Yến vội nói: Ta cùng thiếu phu nhân đứng một chỗ ngay sau ba người bọn họ. Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tế Văn nói: Còn nàng ta không để ý, lúc đó chúng ta mải chú ý thiếu gia tra án. Mạnh Thiên Sở nói với Tế Văn: Ngươi nói xem, lúc đó ngươi ở nơi nào, ai có thể làm chứng cho ngươi? Tế Văn vẫn nằm cuộn mình trên mặt đất sau cú đá của Tần Dật Vân, giờ càng run rẩy hơn. Trương Chấn Vũ vội vàng nói: Nàng không lèn đi mở cửa sổ, không biết chừng cửa sổ kia chính là Hư Tùng đã quên đóng. Vừa rồi Phương Trượng đại sư đã nói Hư Tùng rất sợ tiếng khóc của đứa trẻ bên ngoài rừng, cho nên chưa bao giờ dám mở cửa sổ cả, ngay cả mùa hè nóng bức cũng không. Tối qua đứa bé đó khóc ghê như vậy, Hư Tùng sao lại dám mở cửa sổ được đây? Đúng vậy, rõ ràng là tiện tỳ Tế Văn đã từ lúc mọi người tập trung chú ý hết vào Hạ Vượng, phụng trộm lèn vào thiên phòng của Hư Tùng mở cửa sổ. Gian phu dâm phụ. Tần Dật Vân nhổ một ngụm nước miếng vào Tế Văn. Gương mặt anh tuấn của Trinh Tân Vũ hơi giật giật.
Ông chủ Tần, đối đãi như vậy với một nữ tử thật không đáng mặt nam nhân. Tần Giật Vân đang muốn lên tiếng, Mạnh Thiên Sở đã xua tay ngăn cản, cười nói: dường như Trương công tử rất quan tâm đến Tế Văn cô nương thì phải, khó trách nàng quyết tâm bán mạng cho ngươi, cùng ngươi giết chết Thư Tùng. Mạnh công tử, nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói ta với Tế Văn giết chết Thư Tùng đây? Trương Chấn Vũ vẫn ngoan cố, nhưng thanh âm đã vô cùng mệt mỏi. Được lắm, Trương công tử nói rất có đạo lý, đúng là không thể vu khống cho ngươi được. Ta chỉ nói chính xác theo những gì ta kiểm nghiệm hiện trường thấy. Vừa rồi ta đã chứng minh Hư Tùng bị chết ngạt do bị chăn hoặc gối mềm bịt chặt mồm miệng. Nhưng có rất nhiều thứ có thể gây ngạt như vậy. Chăn gối, y bào, rốt cuộc là thứ gì đây? Ta không đoán ra được, đành phải đến hiện trường tìm kiếm. Cuối cùng ta cũng phát hiện ra hung thủ đã dùng chăn để làm Hư Tùng chết ngạt. Mạnh Thiên Sở vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trương Chấn Vũ. Ta nói vậy có đúng không Trương công tử? Ta làm sao mà biết được? Sắc mặt Trương Chấn Vũ tỏ ra vô cùng bối rối, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hạ Vượng đứng cạnh đó không quên vuốt mông ngựa. Mạnh công tử thật lợi hại à, điều gì cũng có thể tra ra được. Mạnh Thiên Sở cười cười. Kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, mọi người chỉ cần nghĩ kỹ một chút là được thôi. Vừa rồi ta đã chứng tỏ khả năng tìm ra dấu vân tay trên vật thể cho mọi người xem. Thế nhưng khi kiểm tra phòng của Hư Tùng, ngoài dấu vân tay của Phương Trượng đại sư và hắn, ta không hề tìm thấy dấu vân tay của kẻ nào khác. Điều này thực sự làm ta vô cùng thất vọng. Khung cửa sổ khá cao, hung thủ không thể nhảy qua mà không chạm tay vào được. Vậy thì hắn vào phòng bằng cách nào đây? Chăn. Mắt Phi Yến sáng rực lên. Hung thủ dùng chăn lót lên cửa sổ, như vậy sẽ không lưu lại dấu vân tay trên đó. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến cười. Tiểu nha đầu thông minh lắm, phản ứng cũng rất nhanh. Phi Yến được khen đắc ý ra mặt. Lúc trước thiếu gia đã nói hung thủ dùng chăn làm Hư Tùng chết ngạt, chẳng lẽ đến vậy còn không đoán ra sao? Mạnh Thiên Sở quay người hỏi Trương Chấn Vũ. Thế nào Trương công tử, nha đầu của ta nói đúng hay không? Trương Chấn Vũ lắc đầu. Đều là các ngươi đoán mò, ai thấy đây? Ai thấy Tế Văn mở cửa sổ? Ai thấy ta đem chăn vào phòng của Hư Tùng giết chết hắn đây? Không ai thấy cũng không có nghĩa là ngươi thoát được tội. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Đừng quên có câu lưới chảo lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Trương Chấn Vũ cười gằn. Được, ta rất muốn nhìn xem nó khó lọt ra sao. Ngươi dùng chăn làm Hư Tùng chết ngạt, Hư Tùng cũng dùng chăn nói cho chúng ta biết ngươi chính là hung thủ. Trương Chấn Vũ hơi kinh hãi trầm giọng. Hắn nói thế nào? Mọi người còn nhớ không, tối qua khi ông chủ Tần nghe nói tiểu hòa thượng Hư Tùng có ý đồ với phu nhân của mình, đã đá Hư Tùng một cái, làm cho răng môi lẫn lộn, mồm mũi đều chảy máu. Vừa rồi ta kiểm tra thi thể Hư Tùng, phát hiện miệng vết thương của hắn đã bị nứt rộng ra. Nghe đến đây, mắt Phi Yến sáng lên thấy rõ, cướp lời nói. Ta biết khi hung thủ dùng chăn bịt miệng mũi của Hư Tùng, vì hắn dãy giụa cho nên miệng vết thương sẽ nứt ra, và chắc chắn máu tươi sẽ bám lên chăn của hung thủ. Cho nên chỉ cần kiểm tra chăn của Phương Chấn Vũ, nếu có vết máu có thể chứng minh hắn chính là hung thủ. Trương Chấn Vũ nghe hết câu này, thân mình lảo đảo, vô lực dựa lên tường, hai mắt nhắm lại. Mạnh Thiên Sở khen. Tiểu nha đầu ngươi phản ứng thật nhanh, rất xứng đáng làm bộ khoái. Phi Yến rất đắc ý. Tôi đi lấy cái túi của hắn lại. Nàng chuyển thân chạy ra ngoài. Chờ chút đã. Mạnh Thiên Sở vội nói. Còn có một chứng cớ cần phải lấy về. Là chứng cớ gì? Mạnh Thiên Sở nhìn chân của Trương Chấn Vũ rồi bảo. Là giày. Còn nhớ không, tối hôm qua chúng ta chia tay về ngủ, chờ liền bắt đầu đổ mưa rì rả cho đến khi trời sáng. Vườn trong chùa toàn là đất. Trương công tử phải từ xưng phòng đi xuyên qua vườn đến tiền phòng của Hư Tùng, sau Đại Hùng Bảo Điện. Ta nhớ rằng giày của Trương công tử mang tối hôm qua không phải là một đôi giày bố màu xám cho, mà là màu đen. Đôi giày đó khẳng định là dính đầy bùn. Trương công tử sợ người ta phát hiện cho nên đã thay rồi. Đôi giày cởi ra nhất định còn chưa kịp tẩy rửa. Hãy đi lấy lại đây luôn. À đúng rồi, làm phiền Huyền Âm Phương Trượng cùng đi với Phi Yến kiểm tra lẫn nhau, để Trương công tử khỏi phải nói chúng ta động tay chân vào đó. Huyền Âm Phương Trượng gật đầu đi theo Phi Yến ra đại điện. Một lúc sau, Phi Yến ôm một ôm mền gối, còn Phương Trượng Huyền Linh thì cầm một đôi giày cùng đi vào. Phi Yến buông bỏ túi mền gối xuống đất, chỉ một đốm màu hồng nhạt rồi nói.
Thiếu gia, đây là mền gối của hắn, trên đó có dấu máu. Mọi người cùng đến xem, quả nhiên là như thế. Huyền Âm đưa đôi giày tới lật lên, quả nhiên ở đế giày dính toàn là bùn đất. Phi Yến hơi kỳ quái. Thiếu gia, nếu như giày của hắn dính toàn là bùn, vì sao trong phòng không có dấu chân? Đúng à, em nghĩ thử coi. Phi Yến lúc lắc đầu. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy đôi giày từ tay Huyền Âm, đưa tay vào trong lấy ra miếng lót đế giày, sờ sờ vào đó, gật đầu mỉm cười, đưa cho Phi Yến bảo: em sờ thử miếng lót đế giày này xem, nhất định là sẽ nghĩ ra thôi. Phi Yến tiếp lấy sờ một lúc, ướt mềm mà. Ừ, miếng lót đế giày đó ướt ở đâu? Ở phần sau, còn có ở mép bên phải nữa. Đúng rồi, hiện giờ biết hắn tiến vào phòng bằng cách nào mà không lưu lại dấu giày rồi phải không? Phi Yến vẫn lắc đầu. Vừa rồi ta còn khen em thông minh, giờ sao ngu đột xuất rồi vậy? Mạnh Thiên Sở cười. Mọi người không chú ý sao, hai dãy xương phòng của Thính Tùng Tự và Đại Hùng Bảo Điện đều có một nguyệt đài bằng đá cao khoảng một xích, dùng để ngăn nước mưa bắn vào. Phi Yến còn trao mày suy nghĩ. Hà Phượng Nghi ở bên cạnh đã khẽ nói: tướng công, có phải là hung thủ mang giày đến cửa sổ sau thiền phòng của Hư Tùng, cởi giày ra để trên nguyệt đài, rồi mang vớ leo lên đó, mở cửa sổ tiến vào, sau khi giết người xong mang vớ đi ra, do đó giày tuy dính đầy bùn đất nhưng không hề lưu lại dấu vết. Hơn nữa, trong lúc giết người, giày để ở ngoài nguyệt đài bị dính nước mưa nhỏ, cho nên phần phía sau lộ ra ngoài bị ướt và hai vành mép giày cũng ướt theo. Hoàn toàn chính xác. Mạnh Thiên Sở cười hi hi khen. Dù sao thì nương tử của ta cũng thông minh. Phi Yến nha đầu, ngươi phải học theo đó nghe chưa? Trương Chấn Vũ dường như không hề để ý bọn họ đang nói gì, chỉ vô lực ngồi dựa vào tường, khép hai mắt lại phảng phất như đã đi vào một con đường rất dài, cho nên mệt mỏi cùng cực. Huyền Âm Phương Trượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Trương Thí Chủ, Tế Thí Chủ, hai người hợp mưu giết chết Tần Nữ Thí Chủ, lại giết đồ đệ Hư Tùng của Bần Tăng, giết một lúc hai mạng người, phải chăng là quá ngoan độc hay sao? Chân tướng đã rõ ràng. Tần Dật Vân nhìn Trương Chấn Vũ một cách rất độc ác, lại xoay đầu nhìn Tế Văn đang co giúp người ở trong góc phòng. Ngươi là cái thứ tiện nhân, thì ra đã sớm ngầm cấu kết với tên họ Trương này, hợp mưu tính kế hại ta, giết nương tử của ta, thật là uổng cho ta một lòng si mê ngươi. Nói xong, xông lên đá mạnh một cước vào bụng của Tế Văn. Tế Văn kêu thảm một tiếng, ôm bụng qua quắp ngồi dưới đất. Trương Chấn Vũ nghe tiếng kêu thảm này, đột nhiên mở bừng mắt ra. Trong ánh mắt tinh quang, trong tay chợt xuất hiện một mũi đao bén sáng lẻ, đâm thẳng vào ngực của Tần Dật Vân. Mạnh Thiên Sở dường như đã sớm dự định trước chiêu này, chụp một cái ghế ở bên cạnh quật ra, đập mạnh vào bàn tay cầm đao của Trương Chấn Vũ, khiến cho mũi đao đó bay vụt đi. Tiếp theo đó, hắn lại tung một cước đá hắn văng ra xa, đụng mạnh vào vách tường. Tiếp theo đó, từ từ mềm nhũn nằm gục xuống đất. Mạnh Thiên Sở cầm con dao nhọn đó lên, cười lạnh bảo: "Ha ha, nếu như ta đã nhận định ngươi là hung thủ, ta còn để ngươi có cơ hội hại người nữa sao?" Tần Dật Vân bấy giờ mới từ trong kinh khủng hồi lại thần, vội vã chắp tay nói: "Đa tạ Mạnh huynh cứu giúp ta." Tế Văn đang nằm khóc trên đất, chợt quỳ lên lách tới, ôm chặt Trương Chấn Vũ: "Vũ ca ca." Một cước của Mạnh Thiên Sở không trầm trọng, nhưng Trương Chấn Vũ phải mất một lúc sau mới tỉnh hồn lại, quỳ xuống ôm Tế Văn vào lòng. Tế Văn dựa hẳn vào lòng Trương Chấn Vũ, khóc ướt nhòe cả mặt: "Vũ ca ca." Trương Chấn Vũ ôm chặt nàng: "Văn muội, là ta không tốt, ta liên lụy làm khổ nàng." Tế Văn cứ khóc lắc đầu quay quậy, dựa hẳn vào lòng hắn chẳng nói lời nào. Mạnh Thiên Sở thở dài, bước lên một bước, hạ giọng hỏi: "Trương công tử, các người giết Tần phu nhân có phải vì tiền tài của Tần gia hay không?" Chuyện đã đến nước này, Trương Chấn Vũ không giảo biện gì nữa, gật đầu đáp: "Đúng, ta và Văn Nhi vốn là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà nàng ấy nghèo, bán nàng ấy vào làm nha hoàn cho Tần gia. Sau đó bị cái tên xúc sinh Tần Dật Vân này lén lén cưỡng hiếp. Ta vốn là muốn giết hắn báo thù, nhưng Tế Văn nói Tần Dật Vân rất mê luyến nàng ấy, cho nên ta nảy sinh chủ ý có thể lợi dụng cơ hội này mưu chiếm gia sản của Tần gia. Do đó ta bày mưu ra một cái bẫy, trước hết giết chết Tần phu nhân, chờ Tần Dật Vân đưa Văn Nhi lên làm chính thất thì giết thêm tên cẩu tặc Tần Dật Vân này để báo thù." Mạnh Thiên Sở bảo:
Tần gia đã không có người thân, các ngươi giết Tần phu nhân để cho Văn Nhi làm vợ của Tần Dật Vân, rồi giết Tần trưởng quỹ, như vậy tài sản của Tần gia là của các ngươi rồi. Vừa có của vừa báo được thù, đây quả là kế hay, nhất tiến giết xong điều à. Tần Dật Vân nói, tôi không có cưỡng hiếp Văn Nhi, tôi đối với nàng ấy là thật tình, tôi yêu nàng ấy, một lòng muốn cùng nàng ấy sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Ngày ấy tôi tuy uống say, nhưng mà Văn Nhi lại là tự nguyện, không phản kháng gì à. Tế Văn nhất mực khóc lóc lắc đầu không nói gì cả. Trong tình huống này nàng còn nói được gì nữa, dù cho có nói gì cũng không rõ ràng. Mạnh Thiên Sở biết đối với tội cưỡng gian xong rồi thông gian, căn cứ vào giải thích của tư pháp viện tối cao thì không thể xử lý theo tội cưỡng gian. Đại Minh luật đối với tình huống này cũng không có quy định cụ thể, do đó Mạnh Thiên Sở không thể đưa Tần Dật Vân ra chịu tội trước pháp luật. Trương Chấn Vũ quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh công tử thật lợi hại, nếu như không gặp được ngươi, kế mưu của chúng ta nhất định thành công. Tần Dật Vân có chút thẹn quá hóa giận, giống lên. Hai ngươi là đôi cẩu nam nữ, mưu sát chủ nhân, hãy chờ mà chịu lăng trì xử tử đi. Trương Chấn Vũ nói với Mạnh Thiên Sở. Mạnh công tử, chuyện này từ đầu đến cuối đều do ta sắp bày, giết chết Tần phu nhân và Hư Tùng đều là một mình ta làm, chẳng liên quan gì đến Văn Nhi, thỉnh công tử giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng ấy được không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Nàng ấy là tòng phạm, không có sự trợ giúp của nàng ta, ngươi không thể thực thi kế hoạch mưu sát hoàn mỹ như thế được. Nàng ta không thể trốn tránh tội trạng. Chỉ có điều trong chuyện đồng phạm của nàng ta, tác dụng chỉ là thứ yếu và phụ trợ. Ta tin rằng nhà môn sẽ châm chước tình tiết mà xử nhẹ cho nàng ta. Lúc đó ta cũng sẽ như thật nói rõ mọi chuyện với nha môn. Kỳ thực Mạnh Thiên Sở đang nói dối. Hắn vừa học Đại Minh luật, biết căn cứ theo pháp luật của Minh Triều thì nếu như nô tỳ và người làm công mưu sát gia trường cùng những người thân như cha mẹ của gia chủ hoặc có liên quan ba đời, hay tội giết con cháu, phàm là mưu giết tổ phụ mẫu, tôn trưởng, cha mẹ bên ngoài, chồng, cha mẹ chồng, tổ phụ mẫu của chồng, thì chỉ cần có hành động đã bị chém. Nếu tội giết người bị thành lập thì lăng trì xử tử. Tế Văn là nô tỳ của Tần phu nhân, giết chết chủ nhân, y luật bất luận là chủ tớ đều lăng trì xử tử. Như vậy hai người họ chẳng thoát được cái kết quả nghìn đao xẻo thịt. Trương Chấn Vũ không biết pháp luật quy định như thế nào, do đó cảm kích gật đầu. Đa tạ Mạnh công tử. Song Nghi đưa Tế Văn che ra sau lưng, đối diện Mạnh Thiên Sở nở nụ cười. Đột nhiên tay y lật ngang, trong tay lại có thêm một mũi đao nhọn lấp lánh hàn quang. Thì ra bên người y có giấu những hai con dao. Mọi người hô lên cả kinh, đều lui về sau mấy bước. Chỉ có Mạnh Thiên Sở đứng nguyên chỗ bất động, phảng phất như biết Trương Chấn Vũ muốn làm cái gì, thương xót nhìn hắn. Trương Chấn Vũ cười thảm nói, Mạnh công tử, hy vọng ngài có thể thương xót Tế Văn, cứu mạng cho nàng ấy. Nói xong lật đao nhọn tự đâm mạnh vào tim. Tế Văn bị che sau lưng hắn, đột nhiên cảm giác có điều không ổn, liền nhào lên định chụp tay hắn, nhưng mũi đao đã đâm sâu vào ngực hắn rồi, lút đến tận cán. Trương Chấn Vũ mềm nhũn ngã vào lòng Tế Văn. Tế Văn gào lên xé ruột, Vũ ca ca. Tiếp theo đó nàng ôm chặt lấy thân hình Trương Chấn Vũ, cố sức lắc mạnh, hy vọng rằng hắn giống như đang ngủ vậy, bị lay gọi thì mở mắt thức dậy, dịu dàng gọi nàng Văn Nhi. Nhưng Trương Chấn Vũ đâm một đao trúng tim, chết ngay tại chỗ, còn lý nào có thể tỉnh lại khi lai gọi đây. Tế Văn ôm Trương Chấn Vũ vào lòng cười thảm, thủ thỉ vào tai hắn, Vũ ca ca, chàng chết rồi, Văn Nhi còn sống một mình được sao? Tay nàng chợt rút thanh đao nhọn ở ngực Trương Chấn Vũ, đâm thẳng vào ngực mình, khí tuyệt thân vong. Những người khác đều cách đó khá xa, Mạnh Thiên Sở tuy ở trước mặt họ, đưa tay ra là có thể ngăn lại, nhưng hắn do dự. Hắn biết Tế Văn là nô tỳ, giết chủ nhân thì vô luận thế nào cũng bị lăng trì xử tử. Ngăn nàng tự sát chẳng khác nào đưa cô gái yếu ớt này vào pháp trường. Ở trước con mắt bao nhiêu người bị lột chuồng, xẻo từng miếng thịt suốt 3 ngày cho đến chết. Như thế cứu nàng bây giờ chẳng phải là hại nàng hay sao? Trương Chấn Vũ tuy trước lúc chết khẩn cầu hắn cứu nàng, nhưng hắn không quyền không thế, tội lăng trì sao mà cứu được đây. Cho nên trong lúc do dự đó, Tế Văn đã tự sát thân vong. Mạnh Thiên Sở thở dài sườn sượt, hay là để họ là một đôi khổ mệnh uyên ương trên con đường xuống suối vàng, cho họ có đôi có bạn, dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Tần Dật Vân ngơ ngẩn nhìn Tế Văn,
Tuy đối với nàng vừa hận vừa yêu, nhưng hiện giờ thấy nàng chết thảm trước mắt, không khỏi nhớ lại hai người ân ân ái ái trước kia, trong lòng chua xót vô cùng, cuối cùng cũng đã ứa từng giọt lệ. Đúng vào lúc đó, ngoài chùa có tiếng người nói ồn ào, lại có tiếng người lớn tiếng gọi: "Thiếu gia, tôi đưa người nha môn đến rồi, ngài đang ở đâu?" Nghe thanh âm thì là của lão Hà Đầu. Huyền Âm Phương Trượng và Tần Dật Vân cùng mọi người vội ra ngoài nhìn, thấy trong vườn có lão Hà Đầu đang đứng cùng 7-8 bộ khoái và vài ngũ tác cùng vây quanh một lão giả mặc quan bào chi huyện. Thì ra là chi huyện của địa phương tiếp được tin báo án đã mang theo bộ khoái vội đến đây. Chi huyện này dường như là rất quen với Huyền Âm Phương Trượng, được Phương Trượng rước vào đại điện. Đến phòng có đặt thi thể của Tần phu nhân. Vừa thấy trên đất có hai thi thể của nữ và của một nam, xương phòng đối diện còn có thi thể của một tiểu hòa thượng, quan huyện ngần cả người. Huyền Âm Phương Trượng và Mạnh Thiên Sở cùng mọi người thuật lại hết một lượt đầu đuôi câu chuyện. Chi huyện bây giờ mới thở dài nhẹ nhõm. Nghe nói án này là do Mạnh Thiên Sở phá được, lại nghe quá trình phá án của hắn, chi huyện vừa kinh ngạc vừa bội phục, cung tay đa tạ. Mạnh Thiên Sở khách khí mấy câu, bọn bộ khoái sao lục lời làm chứng, rồi án này sau đó coi như kết thúc. Trong khu vực do mình quản hạt xảy ra án mạng liên hoàn, nếu như không phá giải được sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của chi huyện. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở chỉ cần nửa ngày là thành công phá giải án này, không khỏi khiến cho chi huyện cảm kích khôn nguôi. Ông ta cũng là người tri ân là báo, lấy 3 lượng bạc trắng tặng cho Mạnh Thiên Sở coi như là thủ lao báo đáp. Đối với chuyện Tần Dật Vân cưỡng gian Tế Văn trước, sau đó thông gian, do trước đó vụ cưỡng gian nói không rõ ràng, vụ gian ô lại diễn ra đối với nha hoàn của y, sau đó hai người lại thông gian, và Tần Dật Vân còn chuẩn bị cậy nhờ mai mối chính thức cưới Tế Văn về làm vợ chính, cho nên chi huyện châm trước tội trạng, không coi là phạm tội mà xử lý. Ngay cả sâu chuối chân châu cũng trả về cho Tần Dật Vân. Tần Dật Vân đối với Mạnh Thiên Sở càng cảm kích bất tận, luôn miệng tạ ơn. Mạnh Thiên Sở phá được án này kỳ thực chính là gián tiếp cứu mạng của Tần Dật Vân. Nếu không bọn họ còn tiếp đó giết luôn Tần Dật Vân, đương nhiên vừa rồi Trương Chấn Vũ định ám sát Tần Dật Vân cũng là do Mạnh Thiên Sở cứu, do đó có thể coi là trực tiếp cứu mạng của y rồi. Tần Dật Vân viết một phong thư cho Huyền Chi huyện kể lại chuyện Tần phu nhân bị hại và Mạnh Thiên Sở đã phá án này, lại lấy 30 lượng bạc tạ ơn cứu mạng của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đang thiếu tiền cần dùng, 30 lượng đối với hắn có thể nói không phải là con số nhỏ, vừa khéo giải được chuyện khẩn cấp đang cháy xém ngang mài, cho nên cười mà nhận. Phá xong án này kiếm được 30 lạng bạc, cộng thêm tiền bán nông nghiệp, tạm thời hắn không lo sầu về chuyện tiền tài nữa. Tần Dật Vân phải vận chuyển thi thể của Tần phu nhân về Tô Châu. Tế Văn là hung thủ sát hại Tần phu nhân, đương nhiên không vận chuyển về, lại còn có thi thể của tiểu hòa thượng Hư Trúc và thư sinh Trương Chấn Vũ nữa. Tất cả đều được an táng gần chùa. Dù sao nơi đây cũng hoang vắng, trong vòng 10 dặm không có nhà cửa chi, nên cũng dễ chọn lựa. Thi thể của 3 người đã được chôn ở khu rừng sau chùa. Chi huyện lệnh cho ngũ tác đào 3 cái lỗ để chôn họ xong, dùng bàn gỗ khắc bia mộ giản đơn. Còn Tần Dật Vân quay về sẽ nghĩ cách thông báo cho người nhà của Trương Chấn Vũ. Sau khi xong mọi việc thì trời đã vào trưa. Chi huyện cùng mọi người cáo từ Huyền Âm Phương Trượng rồi xuống núi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy trong bọn bộ khoái có 2 cung tiến thủ, liền hướng tới chi huyện đề nghị mượn một bộ cung tên, nói muốn lên núi săn tìm món hoang dã để đổi món. Kính thưa quý vị, tập 6 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.